tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 916, linh hồn ca vương chỉnh thành kiểu dung. Tạo hóa pháp vương chìm đắm trong tiết tấu của mình, ngón tay khải nhanh trên guitar. Hắn khép mắt, cất tiếng hát khàn khàn. Giết, 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 giết. Vừa mở miệng đã là một chàng giết tàn bạo, tạo hóa pháp vương gào lạc giọng như giống bằng cả linh hồn, mỗi tiếng giết phun ra từ miệng tạo hóa pháp phương có sóng âm mà mắt thường trông thấy bay ra một tràng tiếng giết tạo thành xung lực đạn hạt nhân tràn ngập không gian thuyền tiên Đinh tai nhức óc đáng sợ hơn là tiếng hát của tạo hóa pháp phương thành hồi âm vang vẳng như một đợt hòa âm hai ba lần tống thư hàng là người gục ngã đầu tiên tai tai của ta đây đúng là phúc lợi của nhóm thích ngược đái. a a a trong đám người thì tu vi của tống thư hàng thấp nhất hắn cũng quỳ nhanh gọn nhất ngay sau đó mỹ nhân rắn công nước kịp lúc xuất hiện thân hình biến lớn bao kín tống thư hàng trong người mình bảo vệ hắn hết mức có thể người quỳ thứ hai là diệt phượng công tử diệt phượng công tử hai mắt trợn trắng sùi bọt mép ngã xuống đất a à, à, chết chết a à. thính lực của diệt phượng công tử mạnh nhất trong tất cả đạo hiếu ảnh hưởng do tiếng ca của linh hồn ca vương gây ra cho hắn cũng lớn nhất bắc hà tán nhân run rẩy nói không được phải ngăn tạo hóa đạo hiếu lại không thì chúng ta sẽ tèo hết. Đừng quên bên ngoài thuyền tiên có vô số đạn pháo bắn ầm ầm, đạn pháo không biết cái gì là hạ pháo nương tình đâu. Nếu cả nhóm bị tiếng ca của Tạo Hóa Pháp Vương chấn ngất, vừa lúc phòng ngự thuyền tiên bị phá, bọn họ đang hôn mê sẽ bị vô số đạn pháo bao phủ, khi đó thành thịt băm thật mất. Bọn họ tự hỏi tại sao năm biện pháp cứu cấp thuyền tiên Bạch Tôn giả đặt ra lại cài đặt mục triệu hoán Tạo Hóa Pháp Vương, làm cái quần gì? Không thể hiểu nổi. Tạo hóa pháp vương lắc đầu như giật kinh phong. Người bất trung, giết giết giết, người bất hiếu, giết giết giết, giết giết giết. Audio điện tử võ tấn bền. Đến lúc này hình như Tạo hóa pháp vương vẫn chưa phát hiện sân khấu đã thay đổi rồi. Dược sư nắm chặt bàn tay nhỏ của Giang Tử Yên, run run nói: "Tử Yên, kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau." Dược sư mạnh hơn Tống thư hàng nên gục chậm hơn Tống thư hàng chút. Dược sư đã nhìn thấy ảo giác, thấy lục đạo luân hồi gần ngay trước mắt. Tiếng ca trấn não giống tuếch làm dược sư sinh ra ảo giác hấp hối nên thì thào lời chăn tối, hứa hẹn kiếp sau. Tạo hóa pháp phương ở gần đó giống càng to hơn. Người bất chung, giết giết giết, người bất nghĩa, giết giết giết, giết giết giết. Và cùng lúc đó, đợt ngư lôi, đạn pháo đáy biển, đạn phá giáp đợt thứ hai âm ẩm đánh vào thuyền tiên. Mức phòng ngự của thuyền tiên tụt mạnh xuống đến 5% phòng ngự bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tống Thư Hàng được Mỹ nhân rắn công nước bảo vệ vùng vẫy ngồi dậy, vì bên tai hắn nghe được một tiếng truyền âm nhập mật hết sức bình tĩnh. Giọng bạch tôn giả vang bên tai Tống Thư Hàng. Nhấn mục cấp cứu số 9 rồi chờ thuyền tiên qua thời kỳ nguy hiểm, sau đó ấn nút khuếch đại thanh âm ở trung tâm điều khiển. May mắn bạch tôn giả tung tăng gỡ bom ở bên ngoài chưa quên thuyền tiên của mình. Tống Thư Hàng vươn tay ra ấn ngay mục cấp cứu số 9. Mục 3 là triệu hoán tạo hóa pháp vương, vậy mục số 9 là cái gì đây? Có khi nào cũng là triệu hoán đạo hữu nữa không? Giây sau, một bóng người mặc váy đỏ xuất hiện, bị lưu tinh kiếm mang đến bên cạnh tống thư hàng. Người mặc váy đỏ vừa hiện ra thì đã nghe một chuỗi giết 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 giết, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mục cấp cứu số 9 quả nhiên cũng triệu hoán đạo hữu nhóm cửu châu số 1. Lưu Huỳnh tiên tử được triệu hồi đến chính là người đã dùng phép thuật bắn tống thư hàng từ trái đất lên tận vũ trụ. Lưu Huỳnh tiên tử run run hỏi, tại sao linh hồn ca vương lại ở đây thế? Đồng thời, Lưu Huỳnh tiên tử cũng thấy ngư lôi, bom biển sâu đang không ngừng oanh tạc thuyền tiên. Lưu Huỳnh tiên tử cố gượng người dậy, khoanh tay trước ngực hít sâu. Thì ra là vậy, đến lượt ta ra tay. Xích, Lưu Huỳnh tiên tử xòe tay, phép thuật bắn ra, lực đẩy cực mạnh tràn ngập trong thuyền tiên trong chớp mắt tất cả đạn pháo đang oanh tạc thuyền tiên đều trứng lại hiệu quả phép thuật lực đẩy của lưu huỳnh tiên tử rất khoa trương cô có thể nhẹ nhàng bắn tống thư hàng từ trái đất đến vũ trụ búng bay đợt đạn pháo này càng là chuyện dễ như trở bàn tay tất cả ngư lôi đạn pháo ngừng lại ngoài phạm vi nổ của ngòi nổ từ tính lưu huỳnh tiên tử khẽ quát phản ngay sau đó, tất cả đạn pháo bắn tới bị phép thuật của Lưu Huỳnh Tiên Tử đánh bật về. Cảnh tượng rất hoành tráng. Vô số ngư lôi, đạn pháo bắn về phía thuyền tiên đều bay ngược về. Đám chiến sĩ nhím biển đần mặt ra. Giọng bạch tôn giả vang bên tai Tống Thư Hàng. Giờ hãy ấn nút khuếch đại âm thanh. Vì thế Tống Thư Hàng run rẩy vươn tay nhấn nút. Một trận pháp trên thuyền tiên khởi động, trận pháp không bị khoảng cách và nước biển ngăn cách đưa tiếng ca của tạo hóa pháp vương rõ mồn một đến lỗ tai đám chiến sĩ nhím biển. Tiếng giống khào khào của tạo hóa pháp vương chui vào tai từng chiến sĩ nhím biển. Giết, 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 giết hết kẻ bất chung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Giết, 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 tiếng ca này có độc, màng tai đám chiến sĩ nhím biển nổ tung. Đây là cái gì thế? Quỷ quỷ quỷ. Mèn đét ơi, đây là cái thứ gì vậy? Má ơi, Má ơi, chết chết nhân răng, chết bỏ bu rồi. Giết 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 giết, ha 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 ha, giết giết giết, mọi người phải chết, chết hết đi. Đời này tử ra đáng. Ta là chiến sĩ nhím biển Anh Dũng quân như mộc, hôm nay là ngày ta về với đất mẹ. Thiên đường, ta thấy cửa thiên đường mở ra, các đồng chí đứng hai bên đường hoan nghênh ta. Trận doanh chiến sĩ nhím biển hỗn loạn dối nùi, nhiều chiến sĩ nhím biển miệng sùi bọt mép, té xỉu nơi đáy biển ngay sau đó những quả bóng bắn ngược của lưu huỳnh thiên tử vô tình đưa đám chiến sĩ nhím biển hôn mê lên thiên đường trưởng lão chiến sĩ nhím biển gầy gò trong trận doanh còn đang cố chống chọi run rẩy vươn tay muốn đâm thủng màng tai không chỉ mình hắn mà nhiều chiến sĩ nhím biển cũng làm giống hắn muốn chống lại ma âm xuyên não chỉ còn cách từ bỏ thính lực thôi lúc này ở trong thuyền tiên lệ chi tiên tử lảo đảo tới gần tạo hóa pháp phương ngừng hát dùm ta đi, a a a. Lệ chi tiên tử túm tạo hóa pháp vương rồi thi triển 365 quyền đại phong xa. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tạo hóa pháp vương gào hú. A a a a. Nhưng không phải tiếng hét thảm mà vì ca đến chỗ cần hú, một chàng a dài thiệt dài đó là âm tiết chờ nhạc đó thôi. Khi lệ chi tiên tử quay tạo hóa pháp vương mỏng mỏng, tiếng giống a à, a à, à, lúc xa lúc gần, thanh âm ra hiệu quả đường vòng tự mang chấn động, Tạo Hóa Pháp Vương biểu thị biến âm hiệu tuyệt vời thành kiểu dung, hắn chính là ca vương giỏi nhất. Trong trạng thái đó Tạo Hóa Pháp Vương tiếp tục hát, muốn hát thì hát, mặc kệ thân thể ở chỗ nào, trong trạng thái gì, cứ cất cao giọng hát, dám hát là mình thắng. Siết 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 siết, người bất trung, siết siết siết, người bất hiếu, siết siết siết. Bắc Hà tán nhân cuối cùng cũng gục ngã. Nếu nói giọng hát của Tạo Hóa Pháp Vương ở trạng thái bình thường là ma âm như ác mộng, thì bây giờ bị đại phong sa của lệ chi tiên tử xoay vòng, tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương là ma âm ác mộng kiểu rung văng vẳng không dứt. Trời mưa, tiếng hát của linh hồn ca vương càng hợp với 365 quyền đại phong sa. Trận doanh chiến sĩ nhím biển. Trưởng lão chiến sĩ nhím biển gầy gò bị ma âm xuyên não kiểu rung vòng tròn làm té ngửa. Bên kia, chỗ giao giới biển Đông và Thái Bình Dương có một hòn đảo bí ẩn không có trên bản đồ thế giới lực lượng tự nhiên bao phủ đảo nhỏ, dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không thể phát hiện nó tồn tại. Trên bầu trời đảo nhỏ có vô số bươm bướm nhiều màu bay lượt, đây là nhà của Vũ Nhu Tử Cô Nương, Linh Điệp Đảo. Hôm nay Vũ Nhu Tử có đạo hiệu phá kiếp tiên tử chuẩn bị chính thức độ kiếp. Cô đã bày ra trận pháp độ kiếp hoàn mỹ, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Đạo hiệu của Vũ Nhu Tử mang theo tình yêu và chúc phúc của cha mình Linh Điệp Tôn Giả nhưng trước khi độ kiếp vũ nhu tử lén tra mượn di động của lưu kiếm nhất sư huynh sau đó vũ nhu tử lặng lẽ gọi điện cho vài bằng hữu tốt của mình như sở xuân huỳnh cô nương của sở gia hoặc như tống tiền bối mới quen năm nay trò chuyện với tỷ muội thân thiết sở xuân huỳnh cô nương xong vũ nhu tử vui vẻ bấm số điện thoại của tống thư hàng lúc trước vũ nhu tử nghe nói nhóm tống tiền bối đã đóng phim xong trong lòng cô thấy hụt hẫng vô cùng May mắn cha nói đang quay bộ phim mới do Tam Lãng Tiền Bối đóng vai chính, Tống Tiền Bối là khách mời. Không biết giờ này Tống Tiền Bối đang làm gì nhỉ? Có nghiêm túc tu luyện không đây? Đa đến cảnh giới nào rồi? Một lúc sau Tống Tiền Bối vẫn không bắt máy. Vũ Nhu Tử chớp chớp mắt, hay Tống Tiền Bối không tiện bắt máy nhỉ? Hay là chờ chút nữa gọi lại? Vũ Nhu Tử đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia đã kết nối. Sau đó từ ống loa phát ra ma âm xuyên não, chương 917, không phải xúc tu, là dễ. Là dễ cây. Giết giết giết, vạn vật đều có thể giết. Người bất chung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đều giết. Kẻ nghịch thiên đáng chết lập tức quỳ chết. Đây là lời bài hát mới của linh hồn ca vương, thất sát ca, thêm vào 365 quyền đại phong xa của lệ chi tiên tử tạo thành chấn động lập thể văng vẳng. Lưu kiếm nhất đạo hiếu canh giữ bên cạnh vũ nhu tử bất ngờ bị ma âm xuyên não, cảm giác đầu gối mềm nhũn, thêm bệnh buồn nôn, suýt nữa là quỳ. Sâu trong linh điệp đảo, một người cha hiền đang yên lặng giám thị toàn đảo, bất ngờ bị ma âm xuyên não phun hết linh trà ra. Vũ Nhu Tử chớp chớp mắt, thanh âm chấn động màng tai này sao nghe quen thế nhỉ? Vũ Nhu Tử giơ tay vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung. Ma âm của linh hồn ca vương tục vang qua ống loa, chân dài của Vũ Nhu Tử tự động đạp theo nhịp, ngâm nga theo âm nhạc. Có bài hát nào mà làm người ta muốn ngân nga theo không nhỉ? Vũ Nhu Tử khẽ nói: "A, à, nhớ rồi, là giọng hát của Tạo Hóa Tiền Bối, thảo nào lại hay như vậy." Lưu Kiếm Nhất sư huynh bỗng thấy nghi ngờ cuộc đời mình, gần đây hay nghe người ta khen tiếng ca của Tạo Hóa Pháp Vương, đặc biệt là fan âm nhạc rock và râu, họ khen tiếng hát của Tạo Hóa Pháp Vương là âm nhạc giết người đến từ địa ngục, khiến người ta lay lắt giữa sống và chết. Nhưng đây là lần đầu tiên Lưu Kiếm Nhất nghe có người khen nhạc của Tạo Hóa Pháp Vương, hay đầu dây bên kia truyền đến giọng run rẩy của Tống Thư Hàng. Alo, sư huynh lưu kiếm nhất hả? Xin hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống tiền bối, không phải kiếm nhất sư huynh, là ta, Vũ Nhu Tử đây. Ta mượn di động của sư huynh gọi điện thoại cho tiền bối. a à, Tống tiền bối biết không, hôm nay ta độ kiếp đấy. Tống Thư Hàng run giọng nói. Vũ Nhu Tử, sao là cô thế, mau cúp máy mau, nếu không, thì sẽ muộn mất. Giọng tống thư hàng ngừng bật. Vũ nhu tử chớp chớp mắt, vẻ mặt hoang mang. Thật lâu sau tiếng ca của linh hồn ca vương mới dần lắng xuống, nhưng không nghe thấy giọng của tống thư hàng nữa. Tuy nhiên vũ nhu tử vẫn thấy thỏa mãn, cô nói vào di động. Đa tả tống tiền bối. Nghe tiếng hát của tạo hóa pháp phương tiền bối làm vũ nhu tử cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, chắc chắn phá kiếp tiên tử cô đây sẽ vượt qua thiên kiếp thăng cấp tứ phẩm lần này. Vũ Nhu Tử nói xong thì nhẹ nhàng khép di động lại đưa cho Lưu Kiếm Nhất đã sùi bọt mép ở kế bên. Sau đó, Vũ Nhu Tử tung tăng lướt tới chỗ độ kiếp. Hôm nay phải thành công độ kiếp, tiếp đó học ngự kiếm phi hành, chừng đó cô không cần lo lắng chuyện bị lạc đường nữa. Sâu trong linh điệp đảo, linh điệp tôn giả chìm trong trầm tư. Tiếng hát của tạo hóa đạo hữu thật sự rất hay ư. Con gái khen hay thì chắc là hay thật, có nên suy xét lần sau mời tạo hóa đạo hữu đến linh điệp đảo mở một buổi biểu diễn không nhỉ? Linh điệp tôn giả chợt hỏi một con bướm bảy sắc cạnh mình. Tử cô, người nói xem nếu ta mời tạo hóa đạo hữu đến linh điệp đảo mở một buổi biểu diễn thì sao? Bướm bướm bảy sắc tử cô lần trước dạy tống thư hàng cách kết kén, là trợ thủ đắc lực của linh điệp tôn giả. Điệp yêu tử cô nghiêm túc nói. Sư tôn, đệ tử nghĩ người nên uống thuốc đi. Linh điệp tôn giả, trên đỉnh Ma Hầu Phong thứ 69 của vô cực Ma Tông. Chính năng, An Chi Ma Quân, công tử Hải còn đang bế quan trùng kích cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm. Trên đầu ba người lơ lửng xương khói màu vàng, màu đỏ máu và màu đen. Chính năng, An Chi Ma Quân đang vững vàng tăng tiến cảnh giới, nhưng trạng thái của công tử Hải ngồi chính giữa thì lại hơi là lạ. Mấy ngày nay hế công tử Hải đi vào trạng thái tu luyện sâu là nguyền rùa ác mộng kia lại xuất hiện dây dưa, mấy lần làm hắn suýt bị tẩu hỏa nhập ma mấy hôm nay người công tử hải gầy sọp đi khiến người nhìn phải đau lòng công tử hải mở to đôi mắt đỏ rực rõ ràng lại thêm một lần cưỡng ép rời khỏi không gian ác mộng tống thư hàng chết tiệt thật đáng chết nguyên rủa ác mộng quả nhiên không phải một lần mà là liên tục hễ công tử hải tập trung tu luyện một chút là không gian ác mộng sẽ kéo hắn vào muốn nuốt chửng hắn kỳ lạ là dù công tử hải dùng nhiều cách loại trừ nguyên rủa đều không có hiệu quả mỗi lần công tử hải ra khỏi không gian ác mộng kiểm tra toàn thân đều không phát hiện dấu vết nguyền rùa, bực mình tức ngực muốn chết. Cứ tiếp tục thế này thì hắn không thể tu luyện, phải thay đổi kế hoạch thôi. Công tử hải cần tìm cách giải quyết nguyền rủa trên người. Cởi nút cần tìm người thắt, phải tìm tống thư hàng, đào ra nguồn gốc của nguyền rủa từ hắn. Công tử hải nghĩ đến đây, bèn lặng lẽ kết nối với con rối phân thân bên ngoài, gần đây hắn luôn tìm kiếm tống thư hàn qua con rối phân thân. Lúc này, con rối phân thân vừa đưa qua một phần tình báo liên quan Tống Thư Hàng. Tình báo mới nhất, trong minh hữu mới là đám chiến sĩ nhím biển mà công tử Hải lén liên lạc, có kẻ phát hiện Tống Thư Hàng, một đám chiến sĩ nhím biển đang bao vây tiểu trừ Tống Thư Hàng. Trong đó có chiến sĩ nhím biển mang theo pháp khí công tử Hải cung cấp, bề ngoài giống pháp khí chiến đấu nhưng bên trong lắp thiết bị nghe trộm. Công tử Hải thầm ra lệnh cho con rối phân thân. Cộng hưởng nội dung từ thiết bị nghe trộm cho ta lát sau, công tử Hải nhận được tình báo âm thanh mà mình muốn. Đầu tiên là một chuỗi tiếng nổ, chắc là chiến sĩ nhím biển tấn công, tiếng nổ phỏng trừng thuộc về vũ khí hiện đại hóa như ngư lôi. Tình hình chiến đấu có vẻ rất kịch liệt. Đột nhiên sóng âm kỳ lạ khác với phong cách chiến đấu chen vào thiết bị nghe trộm. Sóng nam cao vút mang theo âm dung văng vẳng. Giết giết giết, người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đều giết. A a a à, à. à ma âm chui vào màng tai công tử hải rồi sộc thẳng vô não trong mật thất công tử hải sung sướng chớp mắt miệng sùi bọt mép ngất xỉu a à, mẫu thân ơi tiểu hải đến gặp người đây hy vọng ở trên thiên đường không có tạo hóa pháp phương trong thuyền tiên linh hồn ca vương vừa lòng đẹp ý buổi diễn bắt đầu thì quản chi chuyện có mấy ai nghe được đến phút cuối như gặp phải rủi may muốn dứt bỏ can đảm đối diện liệu có phải quá anh dũng hay không Buổi diễn kết thúc, đếm được mấy ai nghe thấy khúc cuối cùng, nếu gặp phải rủi may muốn cắt đứt, trong biển người được mấy kẻ dám liều. Ngoài thuyền tiên, Bạch Tôn giả mở trang bị không gian, nhanh chóng thu gom nhiều ngư lôi, bom dưới nước chưa bị kích phát. Lãng phí là tội ác lớn nhất đấy. Lúc này vô số chiến sĩ nhím biển bị thương, hôn mê dần chìm xuống đáy biển. Máu của chiến sĩ nhím biển nhuộm đỏ cả một vùng biển, có lẽ một đoạn thời gian rất dài về sau. Loài cá trong khu vực biển này sẽ hứng chịu sự trả thù đáng sợ từ chiến sĩ nhím biển. Vì sinh linh nào dính máu của chiến sĩ nhím biển đều là kẻ thù của chúng, một con sâu lông cũng không thể buông tha. Ngay bên dưới, di tích trường sinh giả Trình Lâm như một cái miệng khổng lồ của biển rộng nuốt hết thân thể chiến sĩ nhím biển chìm xuống. Lối vào di tích vốn có phong ấn Bạch Tôn giả đặt ra, nếu không phải là tu sĩ có thực lực mạnh hơn Bạch Tôn giả thì không thể phát hiện ra lối vào được nhưng bây giờ di tích như vật sống, nuốt hết chiến sĩ nhím biển chìm xuống đáy biển. Bạch tôn giả đang góp nhặt ngư lôi chợt cứng người lại, đôi mắt xuyên thấu lòng biển tối tăm dưới biển nhìn thẳng về hía di tích. Từng thi thể chiến sĩ nhím biển bị nuốt mất, di tích trường sinh giả trình lâm ở đáy biển sinh ra biến đổi lớn. Dường như có gì đó trong di tích sắp phá phong ấn mà ra. Không đúng, không phải phá phong mà ra, những phong ấn trong di tích không phải để phong ấn mà là che giấu thứ đó nó đang ngủ say giờ xác đám chiến sĩ nhím biển rơi xuống di tích đã đánh thức thứ đó dậy cùng lúc đó tống thư hàng mở bừng mắt ra hít thở rồn rập tay ấn ngực mình hạch tâm nằm trong tim chợt đập rộn lên có cái gì đó cộng minh với hạch tâm trong tim hắn một tay tống thư hàng ấn ngực nhìn xuống đáy biển theo cảm ứng thứ khiến hạch tâm tim hắn đập nhanh đang nằm ở dưới đáy biển Diệp Tư chui ra khỏi người Tống Thư Hàng rồi lên tiếng. Có cái gì đó sắp ra khỏi đáy biển. Đáy biển bên dưới là di tích của trường sinh giả Trình Lâm, Diệp Tư có mối liên quan với trường sinh giả Trình Lâm quả nhiên cũng sinh ra cảm ứng. Lệ chi tiên tử cũng mở to mắt với vẻ thắc mắc, cô cũng loáng thoáng cảm ứng được nó. Bạch tôn giả trở lại thuyền tiên qua thiên phú không gian, trầm giọng nói. Sắp ra rồi. Ngay sau đó, có vô số xúc tu vút ra từ đáy biển. Những xúc tu vươn ra điên cuồng túm lấy chiến sĩ nhím biển ở bên dưới, chiến sĩ nhím biển sống hay chết chạm phải xúc tu thì đều bị kéo xuống. Lệ Chi tiên tử hỏi: "Bạch Tiền Bối, lần trước các người đến đây có phát hiện xúc tu kỳ lạ này trong di tích không?" Tống thư hàng lên tiếng: "Không, không phải xúc tu." Đám người Bạch Tôn giả, Lệ Chi tiên tử đều tỏ vẻ khó hiểu. "Hả?" Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đó là dễ, dễ của hoa sen chứ không phải xúc tu. Rễ cây và xúc tu khác hẳn nhau, một cái là thực vật, một cái là sinh vật. Trong người Tống Thư Hàng đã chứa hoa sen có thể bắn ra mấy chục vạn rễ cây, nên hắn lập tức nhìn ra được nó là dễ hay, xúc tu, ngay. Tống Thư Hàng vẫn còn giơ tay ấn ngực, có khi nào trong di tích trường sinh giả Trình Lâm cũng ẩn giấu một đóa hoa sen hay không? Trường 918, ta có phải là thịt băm không? Dễ hoa sen quen mắt như thế, còn cả cảm giác cộng minh với hạch tâm trong tim mình, cách nó hấp thu chiến sĩ nhím biển giống hệt lúc hạch tâm trong tim hấp thu tà năng cửu u. Có khi nào trong di tích của trường sinh giả trình lâm giấu một gốc hoa sen giống như tà liên cửu u và quân tử kim liên của nho ra hay không? Bạch tôn giả nói, lần trước ta dẫn người vào di tích trường sinh giả trình lâm vốn không hề phát hiện những xúc tu. a à không, dễ cây này, nên không biết nó nằm ở chỗ nào lệ chi tiên tử nêu ý kiến có lẽ nó ẩn sâu dưới lòng đất di tích chăng bạch tôn giả gật đầu nói rất có thể trong khi họ nói chuyện tất cả chiến sĩ nhím biển ngoài thuyền tiên đã bị dễ hoa sen quấn lấy kéo vào di tích khu vực biển sâu này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng nói thật là bớt đám chiến sĩ nhím biển dơ hơi làm trò hoạt náo khiến cho khu vực biển sâu này trở nên là lạ Di tích trường sinh giả chính lâm, ăn, tất cả chiến sĩ nhím miển xong thì rút dễ cây về, không gian lập tức yên lặng trở lại. Kỳ lạ hơn là phong ấn bạch tôn giả đặt lúc trước cũng phục hồi như cũ, trong khi rõ ràng trước đó phòng ấn bị dễ cây phá hủy rồi. Bạch tôn giả cạn lời. Giống như phạm nhân trong tù mở cửa đi ra ngoài ăn thức ăn ngay cạnh cai ngục rồi ung dung quay về nhà lao, bỏ lại cai ngục đứng được mặt ra. Tống Thư Hàng hỏi, chúng ta còn vào di tích này nữa không? Bạch tôn giả nói, đương nhiên là vào rồi, đã đến bước này rồi sao mà không vào được chứ? Nếu bên trong thật sự giấu một gốc hoa sen thì ta rất có hứng thú tìm nó đấy. Tạo hóa pháp vương lên tiếng. Ừm, um, quấy giày bạch tiền bối chút, làm phiền tiền bối đưa ta về được không? Phen hâm mộ thấy ta đột nhiên biến mất chắc sẽ rất lo lắng, ta phải đi về mới được. Buổi biểu diễn của hắn mới hát đến phần cao trào, hát một lúc ai ngờ bị đưa đến đây. Lệ chi tiên tử tò mò hỏi. Pháp vương không vào di tích cùng bọn ta sao? Tạo hóa Pháp vương nói. Lần sau đi, ta không vội đâu. Bạch tôn giả cho tất cả đạo hữu nhóm cửu châu số một một lần vào tham quan động phủ miễn phí nên không cần vội. Hơn nữa tạo hóa Pháp vương đột nhiên biến mất như thế, không biết các fan hâm mộ sẽ sốt ruột tới mức nào, hắn phải nhanh chóng chạy về, dùng tiếng hát của mình đưa các fan hâm mộ vào địa ngục lần nữa. Bạch tôn giả gật đầu, lật tay lấy ra một quyển sách nhỏ giao cho tạo hóa pháp phương. đây là thù lao lúc trước ta hứa cho tạo hóa đạo hữu nếu đến giúp ta cầm đi. giờ ta sẽ đưa đạo hữu về. tống thư hàng tò mò hỏi đây là công pháp gì thế? không phải tống thư hàng nhiều chuyện gì chủ yếu là hắn loáng thoáng thấy chữ sóng âm trên quyển sách nhỏ đó. chắc không phải là công pháp loại sóng âm đặc biệt gì đấy chứ? đưa công pháp sóng âm cho tạo hóa pháp phương khiến giọng hát của hắn mạnh hơn sẽ chết người đó. Bạch Tôn Giả giải thích. Đây là loại công pháp sóng âm ta kiếm được trong một di tích thượng cổ. Nó khiến giọng người dùng trở nên trong trẻo, loại bỏ tạp âm. Tạo hóa đạo hữu cho rằng công pháp sóng âm này có thể cứu vớt tiếng hát của mình. Tống Thư Hàng và Lệ Chi Tiên Tử nghe vậy thì thoáng yên lòng. May mắn tạo hóa Pháp Vương chưa từ ngừng uống thuốc, có công pháp sóng âm này, không chừng có thể cứu vớt được linh hồn ca vương. Lệ Chi tiên tử nói đầy chân thành: "Chúc Pháp Vương sớm ngày thần công đại thành." Tạo Hóa Pháp Vương mỉm cười, chợt đề nghị: "Lệ Chi tiên tử, có muốn đi biểu diễn với ta không?" Lệ Chi tiên tử kinh ngạc hỏi: "Hả, ta không nhớ mình có thiên phú hát hay nhảy múa gì, Pháp Vương nên mời Đông Phương Lục mới đúng." Tạo Hóa Pháp Vương cười tươi nói: "Không, Lệ Chi tiên tử không cần hát, chỉ cần lúc ta hát thì cô hãy nâng ta lên quay vòng là được." Ta cảm giác trong trạng thái đó, âm thanh ta hát ra đặc biệt hay. Tưởng tượng xem, lúc tạo hóa pháp vương ca hát, Lệ Chi Tiên tử mảnh khảnh yếu ớt lên sân giơ tay quay tạo hóa pháp vòng vòng, cảnh tượng mới đẹp làm sao. Lệ Chi Tiên tử nghiến răng nói: "Pháp vương ngài nên đi uống thuốc đi." Tạo hóa pháp phương tiếc nuối, nói thật thì hắn cảm thấy tiếng hát của mình rất hợp với 365 quyển đại phong sa của Lệ Chi Tiên tử. Lúc này, Lưu Huỳnh Tiên tử từ từ tỉnh lại, Cô tới chậm nhất, bị tiếng hát của tạo hóa Pháp Vương ảnh hưởng ít nhất nên phục hồi rất nhanh. Lưu Huỳnh tiên tử thều thào nói. Nhờ bạch tiền bối thuận tiện đưa ta đi luôn, ta có chút việc gấp. Về chuyện thăm dò di tích thì đành chờ lần sau vậy. Bạch tôn giả lại lấy ra một hộp nhỏ đưa cho Lưu Huỳnh tiên tử. Được. Trong hộp đựng một bảo vật đặc biệt, trợ giúp cho công pháp Lưu Huỳnh tiên tử tu luyện. Đây là thù lao bạch tôn giả nhờ Lưu Huỳnh tiên tử đến đây giúp sau đó bạch tôn giả lại rút ra hai thanh lưu tinh kiếm từ ống tay áo đưa cho lưu huỳnh tiên tử và tạo hóa pháp vương các ngươi nắm chặt phi kiếm ta dùng không gian truyền tống các ngươi trở lại tống thư hàng trợn to mắt nói a hai thanh lưu tinh kiếm ư cộng thêm thanh trong phi thuyền là ba cây lưu tinh kiếm bạch tôn giả giải thích ha ha không phải những phi kiếm này không phải hàng thật Gần đây ta luyện chế pháp khí càn khôn châu trung nguyệt giúp ngươi thì tiện tay luyện chế ra chúng nó đấy. Hình dạng giống lưu tinh kiếm nhưng chúng chỉ là phi kiếm ở hình thái ban đầu thôi. Lưu tinh kiếm thật thì ta đã cho Tô thị a thập lục độ kiếp rồi, chưa kịp lấy về. Tạo hóa pháp phương tò mò hỏi, "Bạch Tiền bối tính nghiên cứu phi kiếm dùng một lần à?" Bạch Tôn giả đáp, "Không phải, trong bộ phim truyền hình ta xem gần đây có chiêu vạn kiếm quy tông trông rất oách." ta định luyện ra vạn thanh phi kiếm để hợp thành kiếm trận. Lần sau khi gặp kẻ địch có thể lấy ra vạn thanh phi kiếm, phối hợp vòng phép thuật lần trước ta dùng thì càng tuyệt hơn. Vòng phép thuật mà Bạch Tôn giả nói là phép thuật giết lưu sơn lộ ma tôn khi ở trong thiên giới giao trì. Trước tiên chế tạo một vòng phép thuật lớn rồi không ngừng rót vào phi kiếm dùng một lần, vòng phép thuật sẽ rót vào trăm loại hiệu quả phụ trợ cho phi kiếm. Mấy trăm phi kiếm dùng một lần bắn ra cùng lúc, uy lực phi nhân lên, san bằng luôn sơn cốc lư sơn lộ ma tôn ẩn náu. Giờ lư sơn lộ ma tôn còn ở trong bình của bạch tôn giả làm hồ linh, không biết cơ duyên của hắn bao giờ mới đến. Tống thư hàng thầm lau mồ hôi lạnh, vạn kiếm quy tông trong tivi chỉ là tên gọi, còn bạch tôn giả thì tính đúc một vạn thanh phi kiếm thật. Thương thay cho kẻ thù tương lai của bạch tôn giả. Tương lai ai làm kẻ thù của bạch tiền bối thì coi như chết chắc rồi, cái chết của kẻ địch chỉ có một, đó là bị băm nát bấy vèo vèo. Hai luồng kiếm quang thoáng hiện, lưu hình tiên tử và tạo hóa pháp vương được đưa về. Không biết tạo hóa pháp phương sẽ giải thích thế nào với các fan thân yêu về việc mình đột nhiên biến mất nhỉ? Đoán chừng cách giải thích đơn giản gọn lẹ nhất là gân cổ hát một bài, tống tiễn fan xuống địa ngục, khi họ tỉnh lại trong bệnh viện thì có lẽ đã quên việc tạo hóa pháp vương biến mất giữa chừng rồi. Mấy phút sau, trong di tích của trường sinh giả Trình Lâm, Bạch Tôn giả dẫn theo tống thư hàng, Lệ Chi Tiên Tử đi trong di tích, đằng sau là Phi Kiếm Nâng Bắc Hà tán nhân, Diệt Phượng công tử, Dược sư và Giang Tử Yên. Bốn vị đạo hữu này vẫn còn trong trạng thái yếu ớt, chưa phục hồi lại từ tiếng hát của Tạo Hóa Pháp Phương. Bạch Tôn giả đi trước dẫn đường cho mọi người tránh cạm bẫy. Chỗ này có cạm bẫy, tất cả cẩn thận né qua nhé. Đi một hồi, cả nhóm tới trước động ngầm to lớn, giữa hố có cái giếng rộng mấy thước, đen ngòm nhìn không thấy đáy. Lệ Chi Tiên tử cảnh giác hỏi, đây cũng là cảm bẫy sao? Mỗi thứ khác lạ khi thăm dò trong di tích cổ xưa đều ẩn chứa sát khí. Cái hố sâu này rõ ràng quái dị, nhìn thoáng qua không hợp với xung quanh, bên trong chắc chắn ẩn giấu âm mưu. Tống Thư Hàng sờ cầm nghiên cứu động ngầm, a, à, sao thấy động ngầm này quen quen? Bạch Tôn giả, Tống Thư Hàng chợt nhớ cái gì, bèn ngẩng phát lên nhìn Bạch Tiền Bối. Bạch Tôn giả tiếp tục im lặng là vàng. Tống Thư Hàng cười gượng. Ha ha ha, động ngầm này là kiệt tác của bạch tôn giả. Tống Thư Hàng nhớ có đoạn thời gian xem lịch sử trò chuyện trong nhóm cửu châu số 1. Hôm đó Bạch Tôn giả dắt đội gồm Thông Huyền Đại Sư, Lạc Trần Trân Quân, Giao Bá Trân Quân, Tuyết Lang Động Chủ, Vũ Nhu Tử và Linh Điệp Tôn giả đi thăm dò di tích. Kết quả mới đi vào không lâu thì cả đội do một đống chân nhân, Tôn giả tổ hợp đã bị diệt đoàn một cách thê thảm. Hung thủ chính là Bạch Tôn giả nếu có thể, bạch tôn giả rất muốn dùng bình thổ chú lấp cái hố này lại. Nhưng không thể lấp hố được, đáy hố dấu thư tốt, ghi chép giảng pháp của trường sinh giả trình lâm nằm trong không gian dưới hố. Bạch tôn giả khẽ thở dài. Đi theo ta. Nói xong bạch tôn giả nhảy vào động ngầm, tiếp đó vọt người nhảy xuống giếng sâu. Tống thư hàng, lệ chi tiên tử theo sau, rồi phi kiếm chở đám người Bắc Hà cũng bay xuống sau khi nhảy vào hố thì tống thư hàng và lệ chi tiên tử nhanh chóng rớt xuống như nhảy tự do. lệ chi tiên tử la lên, a à, nguy rồi, chỗ này có trận pháp cấm không? tống thư hàng lo lắng kêu lên, bạch tiền bối ơi. giọng bạch tôn giả bình tĩnh vang lên, a à, ta chưa nhắc nhở các ngươi à? không sao, hố này không sâu lắm đâu, đừng sợ. tống thư hàng nghe vậy bèn yên lòng, hố không sâu là được. Nhưng 20 giây sau Tống Thư Hàng thầm thắc mắc. Rơi lâu như vậy mãi chưa tới đáy, cái hố này cũng sâu lắm à nha. Chương 919, tìm được ngươi rồi, Trình Lâm. Nhe răng cười. Tống Thư Hàng hỏi, "Bạch Tiền Bối, hố này không sâu là với tu sĩ mấy phẩm thế? Không biết mới là điều đáng sợ nhất, rất lâu vậy mà chưa xuống đáy là thế nào?" Bạch Tôn giả đáp, "Ờ thì chắc với tu sĩ ngũ phẩm." Tống Thư Hàng nói, vậy chẳng phải ta sẽ nát như tương hay sao? Có phải ta sẽ rơi bếp một cái thành bánh dẹp luôn không? Bạch tôn giả an ủi. Yên tâm, có ta đây. Bùm! Lúc đang nói chuyện, bạch tôn giả đã rớt xuống đất trước, đập ra một cái hố sâu. Bạch tiền bối bình tĩnh chui ra từ cái hố, tay bắt pháp ấn, từ trong hố hiện ra vô số đụn cát mềm mại. Những đụn cát bay lơ lửng đón lấy tống thư hàng, lệ chi tiên tử và đám người bắc hà tán nhân ở phía sau. Tống Thư Hàng bò xuống khỏi đụn cát, chân cẳng mềm nhũn. Hắn cảm thấy chắc phải lên tứ phẩm rồi học ngựa kiếm phi hành xong thì bệnh sợ độ cao mới giảm được phần nào. Sóng diệp tư vang lên trong đầu của Tống Thư Hàng. Thật ra Thư Hàng, trước khi đáp xuống người có thể dùng dị năng bộ bộ sinh liên mà. Khi đến gần mặt đất có thể dùng phép thuật và dị năng thiên phú, Tống Thư Hàng dùng năng lực bộ bộ sinh liên là có thể đứng vững được ngay. Tống Thư Hàng nghẹn họng chợt con người lệ chi tiên tử co rút lại, cô cảnh giác kêu lên. Có người. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn hướng đối diện lệ chi tiên tử. Tống Thư Hàng thấy thân ảnh đại năng cổ xưa thấp thoáng phía xa, đầu đội đạo quan viễn cổ, mặc đạo bào viền vàng, ngồi trên đài sen ngọc. Trên đỉnh đầu có vòng sáng như vầng trăng che khuất khuôn mặt cô khiến người ta nhìn không rõ. Tống Thư Hàng nhìn vầng sáng như trăng tròn kia, lòng dâng lên nhiều cảm mộ vòng sáng tròn chắc là ánh sáng của đạo mà trường sinh giả ngộ ra nó như mặt gương tu sĩ ở các đẳng cấp khác nhau nhìn vào sẽ phản chiếu ra bản thân kết hợp ánh sáng đạo sẽ được cảm ngộ khác nhau bạch tôn giả nói các ngươi đều thấy cô ấy phải không xem ra các ngươi đều có duyên với cô ấy thư hàng cô ấy là trường sinh giả trình lâm mà ngươi luôn muốn gặp đấy không ngờ vừa vào di tích đã gặp chính chủ rồi trường sinh giả trình lâm một tay kết đạo ấn một tay gõ nhẹ phất trần. Vị giao trì nữ đế của thiên đình viễn cổ này đang giảng pháp. Cô giảng đạo tàng kinh văn lưu truyền từ thượng cổ của đạo gia. Tống Thư Hàng từng nghe tên đạo tàng nhưng hắn chưa kịp nghiên cứu kinh văn này. Trình Lâm bắt đầu giảng pháp, cảm giác diệu không thể tả truyền ra. Nhóm Bắc Hà Tán Nhân, Diệt Phượng Công Tử, Dược Sư và Giang Tử Yên ở phía sau lục tục tỉnh lại. Họ không thấy trường sinh giả Trình Lâm, chỉ mơ hồ cảm giác diệu dụng khơ trường sinh giả giảng pháp. Tống Thư Hàng khẽ thở dài. Đáng tiếc không thấy mặt được. Trường sinh giả Trình Lâm ngồi trên đài sen bạch ngọc lơ lửng trong vầng sáng trăng tròn, mặc đạo bào rộng thùng thình, Tống Thư Hàng không thể đoán ra tình báo hữu dụng gì từ tư thế ngồi ấy. Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Đừng gấp, cứ tiếp tục nhìn là được. Bạch Tiền bối vung tay, thi triển ra thực tại ảo, không phải sa mạc nóng bỏng mà là thế giới thực tại ảo trong suốt hoàn toàn mới. Thế giới ảo giác xuất hiện, trước mặt mọi người đột nhiên có thêm một tống thư hàng tiểu hữu. Tống thư hàng tiểu hữu mới xuất hiện ngồi xếp bằng, đứng dậy, chợt cười khổ nói. Xin chào Bạch chân Quân tiền bối, ta đang ở ngay cạnh tiền bối đây. Đây là đối thoại lúc Tống Thư Hàng mới đón Bạch Tôn giả xuất quan. Tống Thư Hàng thật đần mặt ra. Sau đó Tống Thư Hàng tiểu hữu nói với vẻ hoảng hốt. Phanh lại, mau phanh lại, bạch tiền bối mau dừng lại đi, phía trước là vách núi đấy. Tống Thư Hàng không biết nên nói cái gì, một hồi ức không hề đẹp chút nào. Diệt phượng công tử, Bắc hà tán nhân, dược sư, giang tử yên, lệ chi tiên tử lặng im. Thư Hàng tiểu hữu vất vả quá. Tống Thư Hàng tiểu hữu trong ảo cảnh mở miệng định nói gì nhưng bạch tôn giả chợt búng tay, Tống Thư Hàng tiểu hữu cứng ngắc tại chỗ. Bạch tôn giả bình tĩnh nói, đây là thực tại ảo mới còn đang xây dựng, mới là bán thành phẩm thôi, nhưng cũng có vài ưu điểm, ví dụ như nó trong suốt. Cuối cùng mấy vị đạo hữu Bắc Hà Tán Nhân cũng thấy rõ trường sinh giả Trình Lâm đang giảng pháp qua thực tại ảo trong suốt. Trình Lâm giảng giải đạo tàng kinh, trừ tống thư hàng gia, tất cả nghe say mê. Các đạo hữu cảm giác trường sinh giả Trình Lâm giảng pháp mỗi chữ như châu ngọc, mỗi câu đều vang tiếng đại đạo. Dị tượng luận đạo hiển hiện, từng áng mây lành, sen vàng không ngừng nở rộ giữa hư không rồi tán đi. Mỗi người đều lĩnh ngộ ra thứ cần thiết khi nghe giảng pháp. Bác Hà Tán Nhân nói, nghe giảng pháp một lần còn hơn khổ tu mấy năm. Không hổ là trường sinh giả giảng pháp. Trình Lâm nhanh chóng giảng pháp xong, ngày giảng giải đạo tàng kinh kết thúc. Nguyệt Luân trên đỉnh đầu trường sinh giả Trình Lâm càng sang hơn, đài sen bạch ngọc dưới thân cô chậm rãi tan biến dần. Bạch Tôn giả nói với Tống Thư Hàng. Đến rồi đấy, ngươi luôn muốn nhìn bộ dạng của Trình Lâm đúng không, tiếp theo sẽ thấy được. Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Ngay sau đó một đóa sen lớn chợt nở ra, lớp lớp bao bọc thân thể trường sinh giả Trình Lâm, có pháp tác đại đạo kỳ diệu đang được thai ngén bên trong hoa sen. Diệt Phượng Công Tử Kinh ngạc nói, đây là trường sinh giả đang diễn đạo của mình, chuyến đi này thật đáng giá. Được nhìn trường sinh giả diễn dịch đạo trường sinh trước mặt mình thế này đúng lời to cùng với quá trình trình lâm tiên tử diễn dịch, đám đạo hữu cảm ứng một ít pháp tắc không hoàn chỉnh, cảm giác pháp tắc trong chết chóc dựng dục ra sinh mệnh mới, hoặc nên nói là gây khô lại nảy mầm. Trong thân thể đại năng viễn cổ dựng dục một sự sống mới, sắp dựng dục xong xuôi. Sự sống mới đó là con của cô, cũng là bản thân cô. Xem đến đây Diệp Tư không nhịn được chui ra khỏi người tống thư hàng, vẻ mặt căng thẳng, cô muốn nói gì rồi lại không nói được. Diệp Tư hồi hộp nhìn Tống Thư Hàng chằm chằm. Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu nói. Ừ, không sai. Hình ảnh này quá quen thuộc. Tống Thư Hàng đã khẳng định suy đoán của mình, chỉ còn chờ trường sinh giả trình lâm lộ mặt mà thôi. Lệ chi tiên tử ở bên cạnh Tống Thư Hàng hít thở dồn dập đứng ngồi không yên, vươn tay ra như muốn chạm đến trình lâm trước mắt. Nhưng vẻ mặt của lệ chi tiên tử nhanh chóng trở nên mờ mịt. Lệ chi tiên tử thầm nghi hoặc không lẽ ta đúng là trình lâm sống lại hoặc chuyển sinh sao? Lát sau đó hoa sen nở rộ lộ ra thân thể ngọc ngà như được trời điêu khắc, không chút tỉ vết. Đây là sự sống mới của trình lâm, thân thể cũng đã hòa vào hoa sen lớn rồi biến mất. Đây là đạo trường sinh của cô, tự thai ngén bản thân. Thân thể mới sinh ra đứng lên từ hoa sen, cánh hoa biến thành đạo bào khoác lên người cô. Hạt sen hóa thành đạo quan siêu vẹo đội trên đầu, đài sen thu nhỏ lại hóa thành đài sen bạch ngọc dưới chân cô, nâng cô bay lên. Khuôn mặt cô hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Mắt tống thư hàng sáng rực, quả nhiên là cô ấy. Diệp tư không ngừng thì thào. Trình Lâm, lệ chi tiên tử ở cạnh tống thư hàng cũng thì thào cái tên Trình Lâm. Mỹ nhân rắn công đức ánh tỏa ánh sáng vàng bay ra khỏi người tống thư hàng, lơ lửng sau lưng hắn, nhìn chằm chằm Trình Lâm trong hình ảnh ở phía xa. Bạch Tôn giả quay đầu nhìn thư hàng rồi hỏi: Suy đoán trong lòng ngươi đã có đáp án chưa? Tống thư hàng gật đầu nói: Đúng vậy, đã hoàn toàn xác định. Trình Lâm Tiên Tử trong hình ảnh là linh quỷ tổ truyền của nhà Diệp Tư sư tỷ. Khuôn mặt của cô, đạo bào mới, đạo quan siêu vẹo hoàn toàn phù hợp linh quỷ tổ truyền của nhà Diệp Tư trong ký ức của Tống thư hàng. Vậy là có thể liên kết sự kiện bích thủy các diệt phong và sự diệt phong của thiên đình viễn cổ. Năm đó linh quỷ trình lâm tiên tử lấy thân phận linh quỷ tổ truyền nhà diệp tư sư tỷ sống trong bích thủy các đến khi nó bị phá diệt. Nếu Tống Thư Hàng không đoán sai, đội người bắt yêu tiêu diệt bích thủy các cũng có liên quan với thiên đình viễn cổ, thậm chí rất có thể là thế lực của thiên đình viễn cổ. Sau đó linh quỷ tổ truyền của sư tỷ diệp tư hóa thân thành giao chỉ nữ đế gia nhập thiên đình viễn cổ, nhiều năm sau quậy banh thiên đình viễn cổ rồi mang theo mảnh vỡ thần binh kiếp tiên của thiên đình viễn cổ để cúng tế bích thủy các đã bị hủy. Kế tiếp, tình tiết trong hình ảnh tiếp theo làm rõ một suy đoán của Tống Thư Hàng. Trong hình ảnh, Trình Lâm tiên tử như đang chăn chối rất nhiều. Tiếp đó, có đôi tay đen ngòm xé rách hư không tiến vào trong hình ảnh. Trên đôi tay đen kia mọc đầy các cặp mắt đỏ như máu, phía sau lưng chủ nhân đôi tay có một vầng nguyệt luân. Trong vòng sáng tràn ngập pháp tác đại đạo hủy diệt và chết chóc, đây cũng là một trường sinh giả. Tống Thư Hàng nói, quả nhiên, trường sinh giả có đôi tay đen mọc đầy mắt từng xuất hiện trong sự kiện bích thủy các bị hủy diệt khi đó hắn còn rất trẻ là một thành viên của đội bắt yêu khi đó mắt trên tay hắn chỉ là mắt của yêu quái bình thường vươn tay có thể bắn ra các loại phép thuật dị năng đầu đuôi sự việc đã được liên kết rõ ràng nhưng tống thư hằng còn một thắc mắc tại sao người bắt yêu lại ra tay với bích thủy các chứ bản năng xúc động của người bắt yêu chỉ giới hạn trong yêu tộc thôi mà chẳng lẽ chỉ vì muốn giết người diệt khẩu mà phá hủy hoàn toàn bích thủy các ư? Tình tiết trong hình ảnh phát triển đến trường sinh giả Trình Lâm bị bóp bể đầu. Lẽ ra đến đây đã ngừng, nhưng tình tiết trong hình thay đổi. Trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt chợt quay đầu lại, nghe răng cười nói. Tìm được ngươi rồi, Trình Lâm. Trường 920, nhìn thấy không, đế châu vẫn còn. Răng rác. Trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt là hung thủ đã giết chết Trình Lâm năm xưa, nhưng cho đến nay hắn luôn cảm thấy cô ấy chưa chết hẳn ngày xưa trình lâm được gọi là giao trì nữ đế có lý nào cô lại không chống cự để mặc hắn bóp bể đầu như thế kia chứ nên hắn luôn nghi ngờ trình lâm còn giấu hậu chiêu để sống lại lần đó phải chăng là cố ý tỏ ra yếu thế nên mới để hắn giết hay không bàn về hậu chiêu sống lại trong trường sinh giả thì không ai sánh bằng kẻ đã lĩnh ngộ đạo thai ngén sự sống mới như trình lâm vì vậy trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt năm xưa bóp bể đầu của giao trì nữ đế Trình Lâm, sau đó cũng đã để lại hậu chiêu trong động phủ của cô. Trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt đang chờ, chờ ngày Trình Lâm hồi sinh trở về. Tuy xác suất rất nhỏ, vì nếu Trình Lâm sống lại thì khả năng cô quay về động phủ cũ cũng không lớn. Nhưng trôn hậu chiêu không tốn nhiều công sức, chưa biết chừng lại thu hoạch được gì thì sao. Hôm nay ám chiêu hắn trôn xuống rốt cuộc cũng có tác dụng. Sao chỉ nữ đế Trình Lâm đã trở về? Bắc Hà Tán Nhân kêu lên. Nguy rồi, đối phương đã phát hiện ra chúng ta. Bị trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt nhìn làm Bắc Hà Tán Nhân chịu áp lực lớn. Trường sinh giả là tồn tại đứng đầu của tu sĩ đấy. Diệt phượng công tử càng khổ không thể tả. Trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt mang theo phù bảo của người bắt yêu, kẻ này là người bắt yêu. Diệt phượng công tử là yêu tộc duy nhất trong đám đạo hiếu, nên dọa hắn sợ gần chết lệ chi tiên tử nói bạch tiền bối ngài suy nghĩ ổn trọng giờ chúng ta có chạy không tuy trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt nhìn tất cả đạo hữu nhóm cửu châu số một rồi nói câu đó nhưng lệ chi tiên tử cảm giác đối phương đang nói với mình có lẽ cô bị đối phương coi là bản chuyển thế của trình lâm rồi bạch tôn giả trầm giọng nói vô dụng chúng ta bị khóa chặt rồi đối phương là trường sinh giả vận dụng năng lực không gian cao hơn ta nhiều dù chúng ta thông qua lực lượng không gian chạy trốn cũng sẽ bị đối phương tìm được. Diệt phượng công tử nhe răng, bị một người bắt yêu đẳng cấp trường sinh giả nhầm vào, trừ người trường sinh giả trình lâm đầu thai ra thì mình hắn thảm nhất. Nếu giả thiết hắn là trường sinh giả trình lâm đầu thai vậy thì càng thảm hơn. Tống thư hàng suy tư, nghĩ ngay đến thế giới hạch tâm của mình. Không gian tỏa định. Tuy thế giới hạch tâm còn nhỏ xíu nhưng nó là thế giới của riêng Tống Thư Hàng, không có hắn đồng ý thì không ai được vào. Nếu đưa các tiền bối vào thế giới hạch tâm thì có thể trốn được Trường Sinh Giả hai tay mọc đầy mắt kia không? Tống thư hàng đang định kêu các tiền bối đừng chống cự để hắn bỏ vào thế giới hạch tâm thì Bạch Tôn Giả lên tiếng. Hơn nữa không phải là chúng ta không có cơ hội, tuy đối phương là thần thông nhưng bản thể chưa đến, thứ để lại đây chỉ là tàn ảnh từ hiệu quả phép thuật, không thể coi là phân thân nữa. Chắc là thực lực sẽ không mạnh lắm, giải quyết tàn ảnh hiệu quả phép thuật này thì bản thể thần thông sẽ không định vị được chúng ta nữa. Lệ chi tiên tử hỏi. Ý của bạch tiền bối là. Bạch tôn giả kiên quyết nói. Làm thịt hắn. Bạch tiền bối nắm giữ bí pháp không gian áp xúc bạo tạc. Đây là bí pháp không gian do thánh nhân nho ra tạo ra. Có môn bí pháp này, dù trường sinh giả công kích bạch tôn giả qua không gian tỏa định thì hắn cũng có thể ngăn cản được đôi chút. Nhưng đạo hữu khác thì không có bí pháp giống vậy, không có lực lượng không gian. Vì lo cho an nguy của các đạo hữu phải giải quyết tai họa ngầm này mới được." Giang Tử Yên nói. Nhưng đối phương là Trường Sinh Giả, có lực lượng phá mở không gian, bản thể muốn đến đây thì chỉ cần một ý niệm thôi. Nếu trong lúc đánh tàn ảnh Trường Sinh Giả mà Trường Sinh Giả đột nhiên xuất hiện thì bọn họ sẽ bị diệt sạch mất. Dược Sư mỉm cười vỗ vai Giang Tử Yên. Chúng ta phải liều một phen. Không giải quyết không gian tỏa định thì Trường Sinh Giả có thể xuyên qua không gian giết hết họ dễ như bóp chết con kiến vậy bạch tôn giả nói trường sinh giả tìm đến đúng là chỉ trong một ý niệm nhưng bản thể còn chưa đến tuy không biết tại sao lại chậm chạp vậy có lẽ đang bế quan đến giờ phút then chốt hoặc bị ai níu chân tóm lại bây giờ là cơ hội tốt để giải quyết tai họa ngầm này phải diệt hắn mới được sau khi ta giải trừ thực tại ảo thì lập tức xông lên bạch tôn giả nhanh chóng niệm chú văn tay bắt pháp ấn một vòng sáng lớn hiện ra trước mặt mọi người Linh lực trong thiên địa điên cuồng chui vào vòng sáng. Vì linh lực ùa vào quá nhanh, giữa hư không xuất hiện dị tượng cái phếu, tức là phép thuật này mạnh đến mức khuấy động trời đất, làm thiên địa sinh ra dị tượng. Sức ép to lớn phát ra từ vòng sáng phép thuật. Liễu thục yêu khinh vũ bay ra từ eo bạch tôn giả, biến thành bản thể. Liễu thục yêu ném từng bó phi kiếm dùng một lần vào vòng sáng phép thuật. Ngoại trừ phi kiếm dùng một lần ra còn có rất nhiều thanh phi kiếm bản copy của lưu tinh kiếm phép thuật này là loại bạch tôn giả dùng để giết lư sơn lộ ma tôn trong thiên giới giao trì, là một phép thuật rất phí của. Đồng thời, liễu thụ yêu lấy đèn thần lư sơn lộ ra, nhánh cây cả nhẹ vào bình. Lư sơn lộ áo đen xuất hiện vô cùng oai phong. Sau khi xuất hiện, lư sơn lộ ma tôn không nói nhiều mà bay lên cao, sau lưng ngưng tụ ba con mắt to, từng con mắt mở ra ẩn chứa lực lượng hủy diệt tất cả. Bắc Hà Tán Nhân lập tức lấy 12 kiếm hoàn ra, Bây giờ hắn đã nắm giữ kiếm thuật mạnh nhất ngân hà thập nhị kiếm, dạ không trực chờ phát động. Lệ Chi tiên tử, Diệt Phượng công tử, Dược sư, Giang Tử Yên, Diệp Tư chuẩn bị đòn công kích mạnh nhất của mình. Tống thư Hàng không ra tay, băng vào đẳng cấp tam phẩm của mình thì dù hắn có dốc sức thi triển hỏa diễm đao cũng không giúp ích được gì. Tống thư Hàng đứng sau lưng đám tiền bối, nếu tình hình có gì không ổn thì hắn sẽ kéo tất cả vào thế giới hạch tâm của mình có hắn ở đây sẽ thêm phần góp sức bảo vệ cho các tiền bối. Bạch tôn giả giải trừ thực tại ảo. Ra tay. Ngay sau đó hơn 100 thanh phi kiếm dùng một lần, mấy thanh lưu tinh kiếm bản copy được 100 loại phép thuật phụ trợ của vòng phép thuật gia cố, tỏa ánh sáng thần khí bảy sắc chói lòa, chém về phía tàn ảnh phép thuật trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt. Kiếm quang chém xuống, trong phút chốc thiên địa bỗng thất sắc. Giờ phút này trong thiên địa chỉ còn giải kiếm quang bảy sắc chói lòa kia âm 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 hào khí ngút ngàn tiếc rằng bạch tôn giả không dự trữ đủ phi kiếm một lần không thì hiệu quả công kích của phép thuật này còn khoa trương gấp chục lần ma đồng của lư sơn lộ ma tôn hiển hóa ma vực tấn công theo sát kiếm thuật giả không của bắc hà tán nhân nối đuôi tới lệ chi tiên tử bắn ra mũi tên thần diệt phượng công tử bắn ra ánh sáng ngũ sắc giang tử yên chém ra kiếm quang màu tím diệp thư dùng thiên khắp bảo điển dược sư đánh ra từng luồng xương khói Âm 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 âm. Tất cả công kích đều đánh vào tàn ảnh trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt. Trên có giả không bao phủ, dưới có ma vực dâng lên, tên thần, thần quang ngũ sắc, kiếm khí màu tím. Cộng thêm 100 thanh phi kiếm của Bạch Tôn giả công kích, thế công liên miên không dứt. Kiếm quang kèm theo đủ loại hiệu quả như lửa, tia chớp, kiếm khí sắc bén, băng giá. Quá trình công kích kéo dài 10 giây. Sau 10 giây, Bắc Hà Tán nhân hỏi: giải quyết được chưa? Nếu có thể diệt được tàn ảnh của trường sinh giả thì tốt quá. Không ai thích bị một trường sinh giả đối địch nhớ mặt, đặc biệt là khi đối phương có thể định vị vị trí của ngươi trong không gian. Sơ sẩy một cái thì không biết bản thân sẽ chết thế nào. Bạch tôn giả im lặng, đang cảm nhận không gian tỏa định. Lát sau bạch tôn giả thở phào rồi cười nói. Thành công rồi. Cảm giác không gian bị tỏa định đã tan biến, vậy là trường sinh giả không thể định vị chỗ của họ nữa giờ bạch tôn giả dùng lực lượng không gian đưa mọi người bỏ chạy là có thể thoát khỏi trường sinh giả kia từ trước đến giờ bạch tôn giả luôn gặp may mắn hôm nay cũng vậy tàn ảnh mà trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt để lại vốn không mạnh gì tàn ảnh chỉ có tác dụng định vị tọa độ của trình lâm giám thị động phủ về chiến đấu trường sinh giả có năng lực tùy ý xuyên qua không gian một ý niệm là chạy tới động phủ của trình lâm được ngay nhưng Trường Sinh giả này không ngờ tàn ảnh phép thuật phát hiện ra Trình Lâm mà bản thể lại không kịp chạy tới hiện trường. Càng không ngờ để lại tàn ảnh phép thuật mới đụng độ đã bị người đánh nát. Sư ba vụ nổ tán đi. Nhưng Bạch Tôn giả không đi ngay. Tuy cảm giác không gian tỏa định biến mất nhưng Bạch Tôn giả cần xác định tàn ảnh Trường Sinh giả có thật sự đã bị đánh nát hay chưa. Nếu tàn ảnh tồn tại một chút xíu nào, chờ trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt giải quyết rắc rối xong tìm đến đây thì không chừng có thể định vị lại mọi người lần nữa thông qua tin tức mà nó để lại. Không thể để lại tai họa ngầm. Bạch Tôn giả nói với mấy vị đạo hữu Ta đưa các ngươi đi trước. Bác Hà Tán Nhân hỏi. Còn Bạch Tiền Bối thì sao? Bạch Tôn giả nói. Ta sẽ ở lại xác định một việc. Khi Bạch Tôn giả định dùng lực lượng không gian mang đạo hữu rời đi thì chợt khựng lại. Tống Thư Hàng dò hỏi. Không gian truyền tống thất bại à." Bạch Tôn giả nói. "Đúng vậy, thì ra là thế, không gian ở đây bị hạn chế. Có lẽ đây là lý do tại sao Trường Sinh giả không thể dùng lực lượng không gian đi vào đây được. Nếu đúng vậy thì Bạch Tôn giả phải tăng tốc độ. Nếu Trường Sinh giả không thể dùng lực lượng không gian vào di tích của Trình Lâm, vậy hắn sẽ truyền tống đến nơi cách di tích gần nhất rồi xâm nhập vào di tích." Bạch Tôn giả nói. "Lát nữa chúng ta phải rời khỏi đây ngay." bạch tôn giả rứt lời ánh, sáng từ vụ nổ hoàn toàn tán đi. Khóe môi bạch tôn giả cong lên. May mà không đi ngay. Vị trí bị phép thuật oanh tạc, tàn ảnh của trường sinh giả còn lại nửa cái đầu và một cánh tay trái. Không thể để nó lại. Bạch tôn giả lập tức bấm pháp ấn, vòng sáng phép thuật lại hiện ra. Nhưng lần này bạch tôn giả không có phi kiếm dùng một lần nữa, tuy có liễu thụ yêu ở bên cạnh nhưng dù cô cắt hết cành lá cũng không ra bao nhiêu phi kiếm dùng một lần vì vậy bạch tôn giả nhảy lên lao vào vòng sáng phép thuật tăng tốc cường hóa thần thiểm tật phong hỏa diễm gia cố lôi điện gia tốc thêm bạo phong tinh thần thêm vào công kích liên hoàn phân liệt hàng trăm phép thuật phụ trợ gia cố vào người bạch tiền bối bảo quang thần khí bảy sắc bao bọc thân thể trời ạ à, phòng phép thuật có thể chơi kiểu này nữa à tống thư hàng mắt tròn mắt dẹt bạch tôn giả nói không quen lắm trong 100 phép thuật có vài cái không hợp gia cố lên cơ thể người nên hơi xung đột, lần sau phải sửa lại một chút mới được. Ngay sau đó Bạch Tôn giả vèo một tiếng biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thì với bảo quang bảy sắc toàn thân, Bạch Tiền bối dơ nắm đấm đánh vào thân tàn của tàn ảnh trường sinh giả. Tàn ảnh trường sinh giả không chút sức chống cự bị nắm đấm của Bạch Tôn giả đánh nát bấy. Mỗi lần Bạch Tôn giả đấm là thân tàn của nó lại nát một phần. Tàn ảnh vừa nói vừa xòe tay lộ ra một hạt châu sáng rực. Trình Lâm, người trốn không thoát đâu, bản thể của ta nhất định sẽ tìm ra ngươi và giết chết ngươi thêm lần nữa. Hơn nữa người nghĩ có thể khiến thiên đình bị sụp đổ thật sao? Người ngây thơ quá rồi, miễn là đế còn thì thiên đình sẽ không mất. Hạt châu luôn giấu trong cánh tay tàn ảnh. Hạt châu lấp lánh sáng, rực rỡ như vì sao trên trời đêm, tỏa ra sức sống đậm đặc, vô cùng khổng lồ tựa mặt trời. Thân tàn của trường sinh giả dùng chút sức lực cuối cùng cười lớn rồi nói. Đế Châu vẫn còn, Châu còn thì đế còn, nhìn thấy chưa hả? Sức sống khổng lồ như vậy, người thua chính là ngươi, Trình Lâm. Sẽ có ngày đế trở về lập lại thiên đình, đế trở về sẽ càng mạnh hơn, khi đó sẽ không có ai động được vào thiên đình của bọn ta được nữa. Khi thân tàn trường sinh giả cười lớn thì dị biến đột nhiên xuất hiện. Sức sống của Đế Châu bỗng biến mất ào ào. Sức sống nhanh chóng tán đi như hàng tinh nổ tung, chỉ chớp mắt mà hơn một nửa sự sống trong Đế Châu đã mất. Tiếng cười của thân tàn phép thuật trường sinh giả ngừng bật. Vẻ mặt thân tàn trường sinh giả đầy tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy chứ? Sự sống trong đế châu hoàn toàn biến mất, đế châu hóa thành một hạt chân châu bình thường tối om. Sau đó hai tiếng răng rắc vang lên, đế châu vỡ ra, nát bấy thành phấn. Chương 921, tên của ngươi là A Còng Thăng phần trăm nhân. Sao lại thế này? Tại sao đế châu lại vỡ nát? Rõ ràng một giây trước khí tức sinh mệnh trong đế châu còn vĩnh hằng như mặt trời rực lửa, nhưng chỉ trong mấy cái nháy mắt, khí tức sinh mệnh toàn diệt, đế châu cũng vỡ vụn. Nửa đoạn cánh tay của tàn ảnh trường sinh giả cố sức với tới, muốn bắt lấy đống mảnh vụn đế châu, nhưng ngay cả tay hắn cũng mất rồi thì bắt đống mảnh vụn đế châu kiểu gì được. Tống Thư Hàng Chắc đây không phải là lỗi của hắn đâu nhỉ. Hơn nữa, lần này thể tích vỡ của mấy mảnh đế châu vỡ ra còn lớn đấy. Chứ lần trước ở trong thiên giới giao trì, đế châu trong tay nữ thủ vệ giao chỉ còn vỡ thành bột phấn luôn kia. Chết, tiệt, tàn ảnh trường sinh giả không cam lòng kêu lên, cuối cùng dưới công kích của bạch tôn giả, thân thể hắn hoàn toàn vỡ nát. Nhân 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 Mà lúc này, ở bên ngoài di tích của trường sinh giả Trình Lâm, trường sinh giả hai tay mọc đầy mắt đang đứng ở bên ngoài di tích. Thật ra ngay lúc pháp thuật tàn ảnh mà hắn lưu lại bị kích hoạt thì hắn đã lập tức mở ra không gian đi tới nơi này. Nhưng hắn lại bị ngăn cản, không thể tiến vào bên trong di tích được. Vô số xúc tu, không đúng, là vô số rễ cây đang bay múa ngăn cản trước mặt hắn. Đám rễ cây này cực kỳ dài, chúng bò quanh bao bọc di tích động phủ của Trình Lâm hết lớp này đến lớp khác, thậm chí phong tỏa cả không gian. Đống rễ cây quỷ dị này khiến hắn cảm giác được nguy cơ cực cao hắn thử tấn công đống dễ chằng chịt này, nhưng bất kể kiếm khí, pháp thuật hay thiên phú ánh sáng, chỉ cần đi vào phạm vi hoạt động của đống rễ thì đều bị chúng nó quấn lấy, thoáng cái đã biến mất tăm. Cuối cùng trường sinh giả không nhịn được nữa, đích thân hắn xông vào đột phá tầng phong tỏa của rễ cây. Khi hắn tiến vào phạm vi hoạt động của dễ cây, đống dễ chẳng chịt lập tức đâm vào người hắn. Rễ cây vô hình vô chất, dù trường sinh giả nhiều mắt đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể tiếp xúc với đám rễ này, còn đống dễ lại có thể dễ dàng đâm vào trên người hắn. Hắn không đánh được kẻ địch, nhưng kẻ địch lại có thể ung dung tấn công hắn, phương thức tồn tại của loại dễ này đúng là gian lận quá mức. Sau khi đống dễ quỷ dị cắm vào trên người mình, trường sinh giả nhiều mắt phát hiện lực lượng trong cơ thể mình không ngừng bị rút đi. Hắn tấn cấp trường sinh giả đã lâu nên năng lượng trong cơ thể cực kỳ khổng lồ. Nhưng đống dễ này mới vừa cắm vào, còn chưa tới hai hơi thở mà lực lượng trong cơ thể hắn đã bị rút đi mất một phần mười rồi nói cách khác, tối đa chỉ trong 20 hơi thở thì hắn sẽ bị hút khô. Mà trong thời gian 20 hơi thở, hắn hoàn toàn bị đống dễ đáng ghét này ngăn cản, không cách nào tiến vào bên trong di tích trình lâm. Trường sinh giả nhiều mắt chỉ có thể nhanh chóng lùi về sau. Sau khi hắn lùi ra khỏi phạm vi bảo vệ của rễ cây, đống rễ quỷ gì kia lập tức rụt trở về. Sau đó vô số rễ cây lại đong đưa trước mặt hắn như đang diễu võ dương oai. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy? trường sinh giả nhiều mắt đã sống từ thời đại thiên đình viễn cổ mãi cho đến bây giờ nhưng hắn chưa từng nghe nói trên đời lại có thứ đáng sợ thế này đây là thủ đoạn của trình lâm sao nếu cô ta có loại thủ đoạn này thì tại sao năm đó lại không sử dụng nếu như đống rễ này phối hợp với thực lực của trình lâm năm đó người bị bóp nát chắc chắn là hắn chứ không phải là trình lâm rồi trường sinh giả nhiều mắt không cam lòng đứng ở bên ngoài di tích rõ ràng hắn cảm ứng được trình lâm đang ở bên trong nhưng lại không thể tiến vào được làm sao giải quyết hết đống rễ phiền toái này đây đang lúc hắn đau đầu suy nghĩ đột nhiên có một tin tức truyền vào trong đầu hắn pháp thuật tàn ảnh của hắn đã bị diệt thật ra pháp thuật tàn ảnh bị diệt cũng không có gì đáng kinh ngạc với thực lực của trình lâm diệt pháp thuật tàn ảnh của hắn dễ như trở bàn tay mà thôi Điều thật sự khiến Trường Sinh Giả nhiều mắt khiếp sợ chính là tin tức mà Tàn Ảnh đã liều chết truyền tới. Chỉ là một đạo ý niệm, sinh cơ trong Đế Châu tiêu tán, vỡ rồi. Không thể nào. Ngay sau đó, tất cả con mắt trên hai tay Trường Sinh Giả đột nhiên mở ra, mỗi một con mắt màu đỏ như máu đều nhắm thẳng vào một đống rễ. Hắn chuẩn bị chơi cứng đối cứng với đám rễ này. Nhưng ngay lúc này, đống rễ trước mặt hắn đột nhiên nhanh chóng lùi về, nháy mắt đã biến mất không còn một mống hắn cũng không cảm ứng được sự tồn tại của chúng nó. Song mặc dù rễ cây đã rút về, nhưng lực lượng không gian ở khu vực này vẫn còn bị phong tỏa, không cách nào mở ra được. Trường sinh giả nhiều mắt hận nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau, khí tức trên người trường sinh giả điên cuồng tăng vọt, phóng tới di tích trình lâm. Trận pháp do bạch tôn giả bố trí bên ngoài di tích động phủ bị hắn dùng thân thể tông nát bấy. Phong ấn bị phá vỡ, Bản thể của tên trường sinh giả kia chạy tới rồi." Bạch Tôn giả trầm giọng nói, "Bản thể của tên trường sinh giả này canh thời gian chuẩn thật." Trong lúc nói chuyện, hắn thử dùng lực lượng không gian truyền tống tất cả đạo hữu đi lần nữa, nhưng mà không gian vẫn bị phong tỏa, truyền tống thất bại. "Bạch tiền bối, vẫn không thể truyền tống đi được sao?" Diệt Phượng công tử hỏi. Bạch Tôn giả gật đầu đáp, "Chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt với trường sinh giả thôi." Diệt phường công tử thở dài não nề, tiêu rồi, trừ thể trọng sinh hoặc chuyển thế của vị trình lâm nọ, trong những đạo hữu ở đây thì hắn là người dễ to nhất. Chỉ mấy giây nữa thôi, người bắt yêu trường sinh giả sẽ đến đây. Lúc này Tống Thư Hàng bỗng lên tiếng nói. Các vị tiền bối, hãy thả lòng tinh đừng chống cự lại. Các đạo hữu khác còn chưa kịp đặt câu hỏi, Tống Thư Hàng đã động ý niệm. Sau đó, tất cả đạo hữu kể cả bạch tôn giả đều bị hắn chuyển vào trong thế giới hạch tâm. Quả nhiên, mặc dù không gian ở đây đã bị phong tỏa nhưng hắn vẫn có thể kéo các đạo hữu vào trong thế giới hạch tâm. Thậm chí trong di tích trình lâm này, Tống Thư Hàng còn sử dụng thế giới hạch tâm thuận buồm xuôi gió hơn nữa. Việc này hẳn có liên quan đến bản thể dễ cây ẩn giấu dưới lòng đất. Nói không chừng phía dưới di tích trình lâm đang cất giấu một đóa hoa sen cũng nên. Nhưng bây giờ không còn thời gian để nghĩ đến những thứ khác nữa. Tống Thư Hàng khẩn cấp động ý niệm, mang cả mình vào trong không gian hạch tâm. Trình Lâm, đừng hòng chạy trốn. Lúc này, từ đằng xa có một thanh âm giận dữ truyền tới, trường sinh giả hai tay mọc đầy mặt chạy tới. Trong lúc hét lên, một con mắt trên cánh tay của trường sinh giả bỗng mở ra, bắn một tia sáng vào người Tống Thư Hàng. Động tác tiến vào thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng lập tức bị gián đoạn. Đồng thời, Thư Hàng phát hiện lúc này bản thân hắn đang rơi vào một trạng thái rất kỳ diệu. Dường như thân thể hắn đang nằm ở ranh giới giữa hư ảo và chân thực, thân thể vô cùng hỗn độn. Lúc đưa các đạo hữu khác trong nhóm Cửu Châu số 1 vào thế giới Hạch Tâm, bọn họ chỉ cần vù một cái là chuyển ngay vào thế giới Hạch Tâm. Từ trước tới giờ, Tống thư Hàng chưa từng nhìn qua quá trình mình tiến vào thế giới Hạch Tâm. Bây giờ nhìn lại mới biết, quá trình hắn tiến vào thế giới Hạch Tâm khác với quá trình chuyển những người khác vào thế giới Hạch Tâm. Thân thể hắn sẽ không tiến vào ngay lập tức mà trước tiên sẽ đổi thành hình thức hỗn độn hư ảo giống như bây giờ, rồi sau đó mới bị chuyển tới thế giới hạch tâm. Chắc là do hạch tâm đang ẩn nấp trong tâm khiếu hắn, cho nên quá trình hắn tiến vào sẽ nhiều hơn mấy bước. Ngay lúc quá trình truyền tống của tống thư hàng bị cắt đứt, tên trường sinh giả nhiều mắt kia đã lao vụt đến cạnh hắn. Trình Lâm, người đừng hòng thoát khỏi tay ta. Trường sinh giả vươn tay bắt được cánh tay của Tống Thư Hàng. Một luồng lực lượng giam cầm truyền tới, không gian quanh tống thư hàng lập tức bị đông kết lại nhưng ngay sau đó tên trường sinh giả nhiều mắt kia bỗng ngẩn người ra hắn nhìn chằm chằm vào tống thư hàng sau đó hất tay thật mạnh tống đầu gỗ sao lại là ngươi trình lâm đâu tống đầu gỗ tống thư hàng rõ rồi lại thêm một người nhận lầm hắn trước kia sở các chủ của bích thủy các cũng nhận lầm hắn thành tống đầu gỗ ta không biết trình lâm ở đâu cả tống thư hàng trả lời Lời hắn nói là thật, hắn thật sự không biết Trình Lâm ở đâu hết. Bây giờ ngay cả Trình Lâm cụ thể là ai hắn cũng không xác định được nữa mà. Trường Sinh giả nhiều mắt lạnh lùng nói: "Không biết ư? Ha ha, Tống Đầu Gỗ, quả nhiên ngươi muốn bao che cho Trình Lâm có đúng không? Ta đã sớm nhìn ra được ngươi và Trình Lâm có gian tình với nhau rồi. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta và Trình Lâm có gian tình với nhau chứ?" Tống Thư Hàng phản bác: Đồng thời hắn âm thầm liên hệ thế giới hạch tâm, thử kéo hắn vào trong thế giới hạch tâm lần nữa. Tất cả, tất cả con mắt của ta đều có thể nhìn ra được điều này, năm đó quan hệ giữa ngươi và Trình Lâm rất mập mờ. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt trên mặt cùng với toàn bộ con mắt trên cánh tay của Trường Sinh Giả đều trợn trừng nhìn thẳng vào Tống Thư Hàng. Hắn có rất nhiều mắt, nhiều mắt thế này, hỏi ngươi có phục hay không? Ta không có bao che cho Trình Lâm." Tống Thư Hàng nói vậy thì giao trình lâm ra đây. Trường sinh giả nhiều mắt lạnh lùng nói. Mục tiêu của ta chỉ là trình lâm, ngươi đừng nhúng tay ta vào chuyện giữa ta và trình lâm. Ta không biết trình lâm ở đâu hết. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, thế giới hạch tâm đang chuẩn bị truyền tống lần nữa. Mặc dù lực lượng giam cầm của trường sinh giả nhiều mắt có ảnh hưởng tới năng lực truyền tống của thế giới hạch tâm, nhưng lại không thể giam cầm năng lực truyền tống này hoàn toàn được, xem ra ngươi đã quyết định muốn bao che cho trình lâm đến cùng chứ gì đã vậy thì đừng trách ta vô tình tống đầu gỗ người khác sợ ngươi nhưng ta thì không đâu vừa dứt lời trường sinh giả nhiều mắt lập tức phóng ra sát ý sau đó đột nhiên ra tay nói ra tay là ra tay không thể trò chuyện thêm mấy câu sao truyền tống tống thư hàng hét lớn nhưng do bị lực lượng giam cầm không gian của trường sinh giả nhiều mắt ảnh hưởng tốc độ truyền tống của thế giới hạch tâm bị giảm đi rất nhiều. Thời khắc mấu chốt lại bị kẹt thế này. Đừng hòng trốn. Quyền phải của trường sinh giả đã đánh trúng ngực Tống Thư Hàng. Cũng may là bây giờ Tống Thư Hàng đang ở trang thái giữa hư ảo và chân thực, nếu không thì chỉ quyền phong của một quyền này thôi cũng đã đủ khiến hắn chết hơn trăm lần rồi. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng sen tím bay lên từ trên người Tống Thư Hàng. Là Mỹ nhân rắn công đức thực thể hóa, cô nhẹ nhàng ôm tống thư hàng vào trong ngực, dùng thân thể mình làm tấm chắn bảo vệ. ngay lúc này, nắm đấm của trường sinh giả bị ép dừng lại. a à, còng thăng phần trăm nhân, sao cô lại ở đây? trường sinh giả nhiều mắt bình tĩnh nói. mỹ nhân rắn công nước ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm trường sinh giả kia, nốt ruồi lệ chỗ khóe mắt khiến cô toát lên vẻ quyến rũ mê người. a à, còng thăng phần trăm nhân, đây hẳn là tên của mỹ nhân có nốt ruồi lệ. thứ lỗi cho tống thư hàng hắn phát hiện mình có uốn đầu lưới cỡ nào cũng không thể phát âm ra được mấy chữ kia. Lẽ nào đây là cách phát âm đặc thù của ngôn ngữ viễn cổ ư? Cô, muốn che chở cho tống đầu gỗ sao? Trường sinh giả nhiều mắt hỏi, trong giọng nói còn xen lẫn chút khổ sở. Ngày 2 tháng 9 năm 2019, trường sinh giả phát hiện hình như con tim mình đang quặn thắt. Trường 922, là vậy, nể mặt ta đi, tên này và mỹ nhân rắn công đức của ta có gian tình với nhau. Trực giác nhạy bén của Tống Thư Hàng đã phát hiện ra điều này. À không, phải là vị trường sinh giả này có quan hệ với mỹ nhân có nốt ruồi lệ trong thiên giới giao chỉ mới đúng. Nhưng rõ ràng là nhận thức về tình yêu của mỹ nhân có nốt ruồi lệ lại bị cong, cô ta yêu giao chỉ nữ đế trình lâm sâu đậm, thậm chí vì một lời ước định mà cam nguyện thay trình lâm trông coi giao chỉ khô cạn từ thời viễn cổ đến nay. Đúng là bi kịch, xã hội thiên đình viễn cổ cũng loạn thật đấy. Ngoài ra, chẳng lẽ vị trường sinh giả này không nhìn ra được mỹ nhân rắn công đức trên người hắn là hình thái thực thể hóa của ánh sáng công đức, chứ không phải là vị mỹ nhân có nốt ruồi lệ trong lòng hắn sao? Thân là một trường sinh giả, hẳn là sẽ không phạm phải loại sai lầm này mới đúng chứ? Nghĩ tới đây, trong đầu tống thư hàng chợt nảy ra suy đoán. Lẽ nào mỹ nhân có nốt ruồi lệ thời viễn cổ cũng có hình thái phân thân tương tự như ánh sáng công đức ư? hay có khi nào mỹ nhân có nốt ruồi lệ đang dùng một loại hình thái sinh mệnh khác, sinh tồn trong ánh sáng công đức của hắn không? Kết hợp với hành động lạ thường của mỹ nhân rắn công đức ban sáng là chạy đến phòng của lệ chi tiên tử, Tống Thư Hàng cảm thấy tính khả thi của suy đoán thứ hai rất lớn. Lệ chi tiên tử là người mà Tống Thư Hàng suy đoán có khả năng là bản chuyển thế hoặc sống lại của trình lâm tiên tử nhất. Mỹ nhân có nốt ruồi lệ A còng thăng phần trăm nhân lại yêu trình lâm sâu đậm, cho nên cô ta tự động chạy đến trong phòng lệ chi tiên tử cũng là điều dễ hiểu thôi mà. A à, còng thăng phần trăm nhân, cô hãy tránh ra. Trường sinh giả nhiều mắt bình tĩnh nhìn mỹ nhân rắn công đức, trầm giọng nói. Vì trình lâm mà thiên đình viễn cổ bị hủy diệt chỉ trong một đêm, ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho trình lâm. người nào ngăn cản ta giết trình lâm đều là kẻ địch của ta, cho dù là cô, cũng giống thế thôi. đừng cản ta. Đôi mắt của mỹ nhân rắn công đức sáng lên cô giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với trường sinh giả nhiều mắt nọ. Mấy hơi thở sau, thân thể mỹ nhân rắn công đức biến mất. Trong lòng trường sinh giả nhiều mắt mừng thầm, tay phải của hắn đã sớm vào thế sẵn sàng tung quyền, lúc này lập tức hùng hổ nện lên người tống thư hàng. Tống đầu gỗ, hãy chết đi. Nhưng ngay lúc hắn vung quyền, thân thể của tống thư hàng cũng chợt biến mất, không thấy đâu nữa. Một quyền của trường sinh giả nhiều mắt đánh vào hư không. Trường Sinh giả nhiều mắt vẫn giữ tư thế vung quyền, không hề nhúc nhích. Hắn thử sử dụng lực lượng không gian, nhưng không gian vẫn đang bị phong tỏa. Loại phong tỏa không gian này cũng không phải chỉ nhằm vào một mình hắn, mà là phong tỏa toàn diện. Nhưng trong tình huống thế này, Tống Đầu Gỗ vẫn có thể sử dụng lực lượng không gian để rời đi. Thật khổng hổ danh là người có năng lực chạy trốn hàng đầu trong Thiên Đình Viễn Cổ. Một lúc lâu sau, Trường Sinh giả nhiều mắt yên lặng thu hồi nắm đấm chậm rãi đi tới vị trí mà pháp thuật tàn ảnh của hắn bị phá vỡ ở chỗ đó có một đống mảnh vụn rơi đầy đất đó là mảnh vụn của đế châu sau khi nó vỡ nát hắn ngồi xổm xuống đưa tay chạm vào đống mảnh vụn trên đất sinh cơ trong đế châu đã hoàn toàn tiêu tán đống vụn này cũng chỉ là mảnh minh châu bình thường mà thôi trong lòng trường sinh giả nhiều mắt trào dâng một cảm giác bất an mãnh liệt lúc này ở vị trí cách trường sinh giả nhiều mắt không xa có mấy chục rễ cây chui lên từ dưới lòng đất. Là đám rễ cây bảo vệ di tích trình lâm trước đó. Trường sinh giả nhiều mắt nhíu mày, hắn vung tay thu hết tất cả mảnh vụn đế châu trên mặt đất cất vào, sau đó cảnh giác nhìn đống rễ kia. Dù sao đống rễ này chính là tà vật có thể hút khô hắn trong 20 hơi thở, không thể không đề phòng. Một hơi thở sau, những rễ cây này quấn vào nhau, cuối cùng rễ cây tụ thành hình dáng một đóa hoa sen bảy màu trong hư không. Hoa sen trường sinh giả nhiều mắt nghiến răng nhìn đóa hoa kia, loài hoa hắn hận nhất chính là hoa sen. Sao chỉ nữ đế trình lâm thường ngự một đóa hoa sen đi rêu rao khắp nơi. Dân gian có câu ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, hắn hận trình lâm nên cũng không ưa gì loài hoa này. Lúc này, đóa hoa sen bảy màu kia bỗng nở rộ. Trong đó có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đó là một nam tử có thân hình mảnh khảnh, trên người mặc một bộ quần áo thuần trắng, trên áo có hoa văn thanh loan trông rất sống động, ống tay áo rất lớn vạt áo rất dài nam tử đứng dậy từ trên hoa sen đôi mắt mang ý cười nhìn về phía trường sinh giả nhiều mắt trường sinh giả nhiều mắt lạnh lùng hỏi ngươi là ai ta không phải là nhân loại nam tử cười đáp trường sinh giả nhiều mắt hỏi tiếp sốt cuộc ngươi muốn làm gì thực lực của đối phương không tầm thường trước khi tìm được biện pháp đối phó với đám dễ kia trường sinh giả nhiều mắt không hề chắc chắn mình có thể thắng được đối phương hơn nữa, đối phương nhất định là cùng một phe với Trình Lâm. Nam tử khẽ mỉm cười rồi nói: "Là vậy, ngươi nể mặt ta đi, sau này đừng truy cứu chuyện của Trình Lâm nữa có được không?" "Hửm, tên này chưa uống thuốc à?" Trường Sinh giả nhiều mắt cười khẩy. "Nể mặt ngươi, sau này không truy cứu chuyện của Trình Lâm nữa." "Ha ha. Nói vậy là ngươi không chịu nể mặt ta sao?" Nam tử cũng không tức giận, hắn vẫn đứng trên hoa sen trên môi luôn giữ nụ cười mỉm không góc chết. Tại sao ta phải nể mặt ngươi chứ? Trường sinh giả nhiều mắt lạnh lùng nói. Nam tử gật đầu một cái. Sau đó hắn đột nhiên xuất chiêu, vỗ một trường về phía trường sinh giả nhiều mắt. Hừ, dám không nể mặt ta. Nam tử nói, một trường này rất bình thường. Nhưng trường sinh giả nhiều mắt lại cảm giác được, dường như ý chí của cả thế giới đều nằm dưới một trường này. Tưởng ta sợ ngươi sao? trường sinh giả nhiều mắt dơ hai nắm đấm sang ngang, tất cả mắt trên tay đều mở ra, liên tục phóng ra đủ loại pháp thuật dị năng. Uy lực của mỗi một pháp thuật, dị năng do những con mắt này thả ra đều đủ sức đánh chết kiếp tiên cửu phẩm, đả thương trường sinh giả. Thừa dịp đối phương vẫn chưa điều động đống dễ cây quỷ gì kia, nhất định phải ra tay bắt hắn lại ngay. Trường sinh giả nhiều mắt thầm nghĩ trong đầu. Nhưng ngay lúc hắn vừa nghĩ như vậy, đột nhiên hắn cảm giác trước mắt mình tối sầm lại hắn bị đánh bay toàn bộ công kích đủ sức tiêu diệt kiếp tiên đả thương trường sinh giả mà những con mắt trên tay hắn phóng ra lại hoàn toàn tiêu tán trước một trường của nam tử dư thế của một trường nọ vẫn không giảm vỗ thẳng vào đầu hắn chỉ một trường đã đánh hắn ngã văng ra đất trường sinh giả nhiều mắt ngỡ ngàng sửng sốt hiện tại chiến lực của hắn cũng được xếp vào hàng cao cấp trong tầng lớp trường sinh giả vậy mà lại chịu không nổi một chiêu của nam tử này cho dù là thiên đế cũng không làm được chuyện này. Nam tử này, là ai đây? Nếu không nể mặt ta, vậy thì cứ ở trong phòng tối một ngàn năm, nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình đi. Nam tử đứng trên hoa sen bình tĩnh thu hồi bàn tay, sau đó hắn lấy ra một pháp bảo hình dạng căn phòng nhỏ, chiếu về phía trường sinh giả nhiều mắt. Căn phòng nhỏ sinh ra lực hút khổng lồ, hút trường sinh giả nhiều mắt bị đánh gục dưới đất vào trong. Nam tử mỉm cười đóng phòng nhỏ lại rồi lắc mạnh vài cái, sau đó mới hài lòng cất nó vào. Xong việc hắn lại chui vào trong hoa sen, sau đó hoa sen giải tán hóa thành rễ cây, một lần nữa chui vào trong lòng đất, biến mất không còn lại gì. Trong thế giới hạch tâm của Tống Thư Hàng. Sao lại thế này? Tống Thư Hàng phát hiện thế giới hạch tâm của mình đang khảm vào trên một thế giới vô cùng to lớn khác. Mà đoàn người bạch tôn giả được hắn mang vào không gian trước đó cũng biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Chương 923, nạp tiền điện thoại, mua một tặng một. Tống thư hàng nhìn về phía thế giới khổng lồ đang dính liền với thế giới Hạch Tâm. Hiện tại thế giới Hạch Tâm của hắn chỉ là một mô hình đảo nhỏ, còn đại thế giới bên kia đã là một tinh cầu hoàn chỉnh. Lẽ nào đoàn người bạch tiền bối đã tiến vào thế giới to lớn kia rồi ư? Ngay lúc Tống thư hàng đang suy tư, trên thế giới to lớn kia bỗng vươn ra vô số rễ cây xuyên qua tầng hỗn độn bên ngoài thế giới hạch tâm, chậm rãi đến gần tống thư hàng. Thế giới hạch tâm cũng không ngăn cản mấy sợi dễ của đối phương tiến vào trong. Bởi vì hai bên vốn là cùng một gốc mà ra nên sẽ không sinh ra xung đột hay bài xích gì cả. Cuối cùng dễ của thế giới bên kia lại tụ thành một cái thang trời. Đây là muốn ta tiến vào thế giới kia sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Tống Thư Hàng đạp lên thang trời bằng dễ đi vào thế giới to lớn kia, Bên kia, Bạch Tôn Giả, Bắc Hà tán nhân, Lệ Chi tiên tử, Dược sư và Giang tử Yên đang làm khách trong thế giới khổng lồ nọ. Trên không trung của thế giới to lớn có một tòa thành mây, ở trên đó có thể dõi mắt nhìn xuống vạn vật thế gian. Vô số sinh vật đang sinh sống trong thế giới này, bao gồm rất nhiều động vật đã tuyệt tích trên trái đất. Chỉ là trong thế giới này lại không có nhân loại, không có yêu, cũng không có ma. Đây là một thế giới giống như ở thời đại viễn cổ. Động vật dựa vào linh lực nồng đậm trong thiên địa, trời sinh đã có thân thể mạnh mẽ và năng lực thiên phú. Bọn chúng sinh tồn trong thế giới rộng lớn này, diễn dịch ra muôn vàn trạng thái thế gian thuộc về bọn chúng. Có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở chỗ cách đám người bạch tôn giả không xa. Hắn mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, trên đó theo họa tiết thanh loan rất sống động, ống tay áo rất lớn cùng vạt áo thật dài khiến bộ quần áo này trông có vẻ rất cổ quái. Người này đúng là vị nam tử mới vừa xuất hiện trong di tích trình lâm, phong ấn trường sinh giả nhiều mắt không chịu nể mặt hắn vào trong phòng tối nhỏ. Thật ra người đi hàng phục trường sinh giả nhiều mắt trước đó chỉ là một phân thân của hắn mà thôi, còn bản thể của hắn vẫn luôn ở chỗ này chiêu đãi mọi người. Lúc này, nam tử mỉm cười dùng thủ pháp thuần thục pha trà, sau đó lại tự tay đưa ly trà đến trên bàn bên cạnh mỗi vị đạo hiếu. Đây là linh trà do chính tay ta bồi dưỡng ra, uống xong có tác dụng kéo dài tuổi thọ, thanh lọc thể chất. Hơn nữa hương vị cũng được lắm, là một loại linh trà mà ta thích nhất đấy. Nam tử mỉm cười nói. Cảm ơn đạo hiếu. Bạch tôn giả là người thứ nhất nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm. Quả nhiên là trà ngon hiếm có. Nam tử nghe thấy bạch tôn giả khen ngợi thì cười nói. Nếu bạch đạo hiếu thích, chỗ ta còn không ít lá trà, để ta tặng cho bạch đạo hiếu một ít mang về uống chơi. Ngôn ngữ mà nam tử sử dụng cũng không phải là ngôn ngữ thông dụng ở thế giới năm đó, mà là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, thậm chí còn cổ xưa hơn cả thời đại của thánh nhân nho gia ở viễn cổ. Trong những đạo hữu ở đây, không ai biết loại ngôn ngữ này cả. Cũng may là giọng nói của nam tử tự mang chức năng phiên dịch, mỗi một câu hắn nói ra đều mang theo lực lượng huyền diệu, hề ai nghe được lời hắn đều có thể tự hiểu được ý trong lời hắn nói. Thế thì ta không khách khí nhận lấy vậy, đa tạ. Bạch Tôn giả nói, hiển nhiên là hắn thật sự rất thích loại lá trà này. Có Bạch Tôn giả dẫn đầu, những đạo hữu khác cũng lần lượt nhận lấy ly trà, chậm rãi uống mấy ngụm. Mọi người cảm giác thứ mình đang uống chính là một loại thiên tài địa bảo nào đó. Mỗi một ngụm trà uống vào trong người là có thể cảm giác thọ nguyên kéo dài, linh lực trong cơ thể dục dịch, thân thể được thanh lọc, dịu dụng vô cùng. Nam tử vẫn mỉm cười, trở lại vị trí của mình. Hắn bưng ly trà của mình lên, khẽ nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, sau đó hắn lên tiếng nói. Chắc hẳn các vị đạo hữu ở đây có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta đúng không? Nếu có vấn đề gì thì cứ thoải mái nói ra, không sao cả. Cuối cùng cũng nói đến điểm trọng yếu. Diệt phượng công tử đặt ly trà xuống, lên tiếng hỏi trước. Xin hỏi, tiền bối, ta có phải là chuyển thế của Trình Lâm không? Nếu như hắn vừa là yêu tộc, lại vừa là Trình Lâm chuyển thế, vậy thì ai cũng không cứu được hắn rồi, người bắt yêu trường sinh giả nhất định sẽ yêu thích hắn không buông tay. Tiểu đạo hữu yên tâm, người không có bất kỳ quan hệ gì với trình lâm cả. Tư chất của đạo hữu không tồi, người hãy chăm chỉ tu luyện, tương lai sẽ có hy vọng đạt được ngôi vị yêu hoàng. Nam tử mỉm cười đáp. Diệt phượng công tử nghe vậy thì thở phào nhẹ nhóm, sau đó hắn cười nói. Thật ra ta không quan tâm đến ngôi vị yêu hoàng lắm, hơn nữa đó cũng không phải là mục tiêu của ta mỗi yêu đều có trí riêng nam tử nói trong lúc nói chuyện bạch tôn giả đã uống xong một ly linh trà hắn đặt ly xuống nam tử thấy vậy thì khẽ phất nhẹ tay một cái bình trà vốn đã được pha sẵn cũng bay tới bên cạnh bạch tôn giả bạch tôn giả lại rót cho mình một ly nữa hạnh phúc thưởng thức tiếp lệ chi tiên tử suy nghĩ một chút sau đó cũng hỏi xin hỏi tiền bối vậy ta có phải là chuyển thế của trình lâm không tiểu đạo hữu người cũng yên tâm, người cũng không phải là chuyển thế của trình lâm. Nam tử ôn hòa cười nói. Lệ chi tiên tử nghe xong thì thở vào một hơi thật dài. Ôi cha mẹ ơi, sau khi nghe được câu này, trong lòng nhẹ nhõm như buông xuống được gánh nặng vạn cân vậy. Trước đó cô cũng lo mình là chuyển thế của trình lâm nên lúc nào cũng thấy bất an, bây giờ xem ra mình lo lắng vô ích rồi. Sược sư và Giang Tử Yên nghe vậy thì hơi kinh ngạc một chút, nếu lệ chi tiên tử không phải trình lâm chuyển thế, vậy chẳng lẽ là hắn hoặc là giang tử yên sao? Lúc này, nam tử kia lại tiếp tục nói. Bởi vì trình lâm không có chuyển thế, cô ta là linh quỷ của ta. Các đạo hữu cũng biết linh quỷ khác với nhân loại, nói theo cách thông thường thì là không có kiếp sau để tu. Trong lúc nam tử đang nói chuyện, thân hình của Tống Thư Hàng xuyên qua một cánh cổng không gian, tiến vào bên cạnh các đạo hữu Sau khi bước lên thang trời do dễ cây tạo thành, Tống Thư Hàng đi một đoạn rồi tiến vào cổng không gian, xuyên qua cổng không gian nọ thì đi tới chỗ này. Hắn vừa xuất hiện thì đúng lúc nghe được nội dung trong lời nói của Nam Tử. Chủ nhân của Trình Lâm Ư, chính là nhân vật thần bí đã để Trình Lâm lại trên người của Tổ tiên Diệp Tư, trở thành linh quỷ tổ truyền của nhà Diệp Tư đó sao? Hắn bất giác quay đầu nhìn về phía Nam Tử kia. Sau đó Tống Thư Hàng cả kinh hô lên. Là ngài, đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng chân chính thấy được nam tử này, thậm chí cũng là lần đầu tiên thấy rõ mặt hắn như vậy. Nhưng Tống Thư Hàng vừa liếc mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Quần áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, trên áo có thêu họa tiết thanh loan rất sống động, ống tay áo rất lớn, thích hợp để nhảy vũ. Từ thái cổ đến nay, nam tử vẫn mặc bộ đồ này, chưa từng thay đổi. Thiên đạo đời thứ ba, trạng thái hình người của thiên đạo rồng đốm nhưng trong trí nhớ của hắn thì trạng thái hình người của thiên đạo rồng đốm chỉ có một chân nhảy múa, bây giờ lại đổi thành trạng thái hai chân giống như nhân loại bình thường. Thiên đạo rồng đốm khẽ mỉm cười với Tống Thư Hàng, sau đó hắn lại quay qua tiếp tục nói chuyện với lệ chi tiên tử. Cho nên ngươi không phải là chuyển thế của Trình Lâm, mà ngươi chính là Trình Lâm. Lệ chi tiên tử. Nói tới nói lui, cuối cùng thì cô vẫn là Trình Lâm ư. Hay nói đúng hơn là mặc dù ngươi là Trình Lâm, nhưng ngươi cũng không phải là linh quỷ trình lâm của ta, trong này có sự khác biệt. Thiên đạo rồng đốm cười híp mắt nói. Lệ chi tiên tử. Phiền ngài nói luôn một lần cho xong có được không? Đừng cứ chia đoạn ra nói nữa mà. Chia nội dung của một đoạn ra thành mấy phận thế này, hiển nhiên là thú vui tao nhã của thiên đạo rồng đốm rồi. Ta không hiểu, tại sao ta vừa là trình lâm nhưng cũng không phải là trình lâm chứ? Lệ chi tiên tử tò mò hỏi. Sau khi hỏi xong, cô lại bổ sung phiền ngài nói một hơi cho xong luôn đừng chia từng đoạn ra nói một hơi kể hết luôn đi thiên đạo rồng đốm lúc này bạch tôn giả quay qua vẫy tay với tống thư hàng sau khi tống thư hàng ngồi xuống cạnh mình bạch tôn giả lại rót cho hắn một ly trà tống thư hàng bưng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm lập tức cảm giác được thọ nguyên lại tăng không ít tất cả lỗ chân lông khắp người giống như được thanh lọc loại cảm giác này vô cùng thoải mái trà ngon Tống Thư Hàng không khỏi khen ngợi. Thiên đạo rồng đốm nghe vậy thì quay đầu qua nói với Tống Thư Hàng. Vô dụng, cho dù ngươi có khen linh trà của ta thì ta cũng sẽ không tặng lá trà cho ngươi đâu. Điểm nghị lực của ngươi quá thấp, cho nên đừng nghĩ đến chuyện được tặng lá trà. Tống Thư Hàng đần mặt ngồi yên tại chỗ. Đang nói hưu nói vượn gì thế nhỉ? Thiên đạo rồng đốm lại xoay đầu lại nói chuyện với lệ chi tiên tử. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi nào giờ nói một chút về quan hệ giữa ngươi và Trình Lâm nhé. Trước khi tiến vào di tích kia, các ngươi đã thấy hình ảnh Trình Lâm bị bóp nát đầu có đúng không? Lệ Chi Tiên Tử gật đầu một cái, lúc nhìn đoạn hình ảnh kia, đầu cô rất đau, cứ như người bị bóp nát đầu chính là cô vậy. Thật ra lúc ấy Trình Lâm có tiến triển mới trên đạo trường sinh của mình. Trước đây cô ta vẫn dùng thể chất linh quỷ để thai ngén ra sinh mệnh mới. Có một lần, cô ta đã có thể mượn đạo dựng dục tân sinh, diễn hóa ra bộ phận thân thể máu thịt giống như của nhân loại giúp cho đạo trường sinh của cô ta tiến thêm một bước thiên đạo rồng đốm ngoài mặt thì bị vỡ đầu nhưng thật ra dưới sự trợ giúp của ta trình lâm đã âm thầm lui vào trong bóng tối bắt đầu thực hiện đạo trường sinh của mình nhưng vào một lần nọ trong lúc cô ta thực hiện thì xảy ra chút bất ngờ đạo trường sinh của trình lâm là dựng dục tân sinh cũng giống như nhân loại mang thai dựng dực ra sinh mệnh mới vậy trước kia lúc dùng thể chất linh quỷ tiến hành truyền thừa thì không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì cả. Nhưng khi dùng thân thể máu thịt được diễn hóa ra, trong quá trình dựng dục tân sinh vào một lần nọ lại. Mua một tặng một, cô ta sinh ra một cặp sinh đôi. Tống Thư Hàng Lệ Chi Tiên Tử Bắc Hà Tán Nhân, Dược Sư, Giang Tử Yên Thế quái nào lại là sinh đôi? rõ ràng là đạo trường sinh dựng dục tân sinh chứ có phải là thuộc tinh mang thai thật đâu, tại sao lại xuất hiện sinh đôi. Điều này thật không khoa học, thật phản tu chân. Mặc dù Trình Lâm cứ khăng khăng nhấn mạnh đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng ta luôn cảm giác cô ta là cố ý. Dù sao thì trong cặp sinh đôi mà cô ta tạo ra lần đó, một đứa thì kế thừa tất cả của Trình Lâm một cách hoàn mỹ, bao gồm cả kiến thức, sức mạnh, trí nhớ, tính cách, là sinh mệnh kéo dài hoàn mỹ của Trình Lâm một đứa khác lại chỉ nhận được huyết mạch của Trình Lâm, chẳng khác gì một nhân loại bình thường, hóa thành trạng thái trẻ sơ sinh. Thiên đạo rồng đốm bình tĩnh nói. Lệ chi tiên tử đã rõ. Đứa bé gái trong cặp sinh đôi đó, chính là ta sao? Đúng vậy, chân tướng chỉ có một, người chính là một đứa trong cặp sinh đôi đó. Thiên đạo rồng đốm không biết lấy đâu ra một cây quạt nhỏ, chỉ vào lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử. Cô nghĩ trước tiên mình phải thật bình tĩnh tiếp nhận cách ra đời không bình thường của mình. Nói tóm lại sự ra đời của cô là hàng mua một tặng một, giống như khuyến mãi thêm khi nạp tiền điện thoại vậy sao? chương 924, muốn mơ đẹp thì phải đi ngủ, đây là thường thức. Có thể là Trình Lâm cố ý mang thai sinh ra một cặp sinh đôi, để lệ chi tiên tử lại. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì chứ? Có vẻ như ngay cả chủ nhân của Trình Lâm là thiên đạo rồng đốm cũng không biết cô ấy định làm gì nhưng có thể khẳng định là sự tồn tại của lệ chi tiên tử tuyệt đối không chỉ đơn giản như một tặng phẩm mua một tặng một, trình lâm sinh một cặp sinh đôi cũng không phải chỉ để sinh chơi. Vậy tiếp theo, các đạo hữu còn có vấn đề gì nữa không? Sau khi trả lời xong vấn đề của lệ chi tiên tử, thiên đạo rồng đốm hỏi tiếp. Ta ta ta, diệp tư chui từ trong cơ thể tống thư hàng ra. Lệ chi tiên tử là tặng phẩm sinh đôi, vậy còn ta thì sao? Ta có thân phận gì? Ngươi hả? ngươi là con gái của trình lâm thiên đạo rồng đốm nghiêm túc trả lời chỉ vậy thôi sao diệp tư nghĩ một chút sau đó thật thà nói lúc nói chuyện phiền tiền bối đừng chia đoạn ra nói cứ nói hết một mạch luôn đi yên tâm cho dù chân tướng có tàn khốc cỡ nào thì ta cũng có thể chịu được sẽ không khóc đâu thiên đạo rồng đốm được rồi trạng thái của ngươi khá là đặc biệt lúc ấy vốn dĩ ngươi đã chết rồi lúc trình lâm tỉnh lại ngươi chỉ còn một tia tàn hồn lưu lại mà thôi, biện pháp thông thường không cách nào cứu mạng ngươi được. Cho nên Trình Lâm đã dùng một mảnh vỡ của chính bản thân cô ấy, phối hợp với đạo trường sinh của mình, lấy mảnh vỡ kia làm trụ cột dung hợp với tàn hồn của ngươi, thai ngén ra ngươi một lần nữa. Cho nên ngươi chính là con gái của Trình Lâm, cũng chính là một phần của cô ấy. Ngươi chính là ngươi, nhưng cũng là một Trình Lâm mang bản sắc khác. Thiên đạo rồng đốm nói. Sau khi nói xong, hắn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp một câu. Chuyện là thế đấy. Diệp Tư yên lặng gật đầu, duy trì trạng thái suy tư, lui lại vào trong cơ thể Tống Thư Hàng. Lúc này, bác Hà Tán Nhân đặt câu hỏi. Một, trong những mảnh vỡ của Trình Lâm. Dựa theo lời giải thích của vị tiền bối này, lẽ nào trường sinh giả Trình Lâm là do rất nhiều mảnh vỡ tạo thành sao? Những lời này thật khiến người ta phải suy nghĩ. Đạo hữu thật tinh ý, Thiên đạo rồng đốm quay đầu nhìn Bắc Hà tán nhân rồi nói: "Thật ra trạng thái của Trình Lâm khá là đặc thù, cô ấy từng vì ta mà phân tách ra thành rất nhiều mảnh vỡ, suýt chút nữa tan biến. Sau này ta dốc sức thu thập phần lớn mảnh vụn, tổ hợp thành linh quỷ Trình Lâm như bây giờ. Nhưng vẫn còn một số mảnh vỡ mà đến nay ta vẫn chưa thu thập đầy đủ. Phân tách thành rất nhiều mảnh vỡ, đây cũng không phải là chuyện mà một linh quỷ bình thường có thể làm được, quả nhiên Trình Lâm không phải linh quỷ bình thường." không hổ là linh quỷ của một tồn tại từng là thiên đạo. Thiên đạo rồng đốm hỏi, các người còn vấn đề gì nữa không? Vậy, bây giờ trường sinh giả trình lâm đang ở đâu? Lệ chi tiên tử ngẩng đầu hỏi, khế ước giữa ta và cô ấy đã bị hư tổn, ta chỉ có thể cảm ứng được trạng thái của cô ấy rất tốt, còn cụ thể ở đâu thì ta lại không xác định được. Thiên đạo rồng đốm trả lời, lệ chi tiên tử gật đầu một cái, sau đó lại trầm mặc. Nếu như có cơ hội, cô muốn gặp mặt Trình Lâm một lần. Tống Thư Hàng, tiền bối, đạo hiệu của ngài là thế. Không nói cho ngươi biết. Thiên đạo rồng đốm trả lời cực nhanh. Tống Thư Hàng, tiền bối, sự kiện đội ngũ người bắt yêu đột nhiên tới hủy diệt bích thủy các năm đó cũng có liên quan đến Trình Lâm sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Thật lâu trước đây, Tống Thư Hàng có cảm giác hình thức kết cấu của thiên đình viễn cực kỳ giống với khái niệm khung thế giới mới của thiên đạo đời thứ ba là thiên đạo rồng đốm. Lúc ấy Tống Thư Hàng đã hoài nghi, có lẽ thiên đế của thiên đình viễn cổ hoặc là một vị nào đó của thiên đình có quan hệ gì đó với thiên đạo đời thứ ba. Hơn nữa, khi biết Trình Lâm lại là linh quỷ của thiên đạo rồng đốm, trong đầu Tống Thư Hàng chợt xuất hiện một suy nghĩ, lẽ nào chuyện bích thủy các bị hủy diệt có liên quan đến Trình Lâm? Sau khi suy nghĩ một chút, thiên đạo rồng đốm đáp. Có quan hệ nhất định, nhưng yếu tố trùng hợp lại nhiều hơn. Tiền bối có thể nói nữa cặn kẽ một chút được không? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn thấy chuyện người bắt yêu đột nhiên quay qua hủy diệt bích thủy các rất quỷ dị, rất có thể trong đó còn ẩn khuất gì đấy. Thật ra ta cũng không biết nhiều về chuyện này lắm, nhưng trong tay thiên đế của thiên đình viễn cổ hẳn là đang nắm giữ một phần mảnh vỡ của Trình Lâm. Hơn nữa, hắn còn lấy được rất nhiều tin tức từ trong những mảnh vỡ của Trình Lâm, có lẽ chuyện hủy diệt bích thủy các có liên quan đến điểm này. Ta chỉ biết vậy thôi, những thông tin này là lấy được từ chỗ Trình Lâm đấy thiên đạo rồng đốm đáp. Có vẻ như trạng thái của thiên đạo rồng đốm cũng không được tự do lắm nhỉ. Sau khi nói xong, thiên đạo rồng đốm lại hỏi. Các ngươi còn vấn đề gì nữa không? Bắc Hà Tán Nhân lắc đầu một cái, mặc dù trong lòng hắn cũng có chút tò mò nhưng hắn lại không có quan hệ mật thiệt gì với linh quỷ trình lâm. Nếu hỏi tiếp sẽ chỉ kết ra nhân quả không cần thiết, vậy nên không cần hỏi nữa. Bắc Hà Tán Nhân mới vừa lắc đầu xong thì, veo, thân thể hắn lập tức biến mất, cũng trong lúc đó, trong lòng Tống Thư Hàng chợt động, Bắc Hà Tiền Bối đã được đưa vào trong thế giới hạch tâm của hắn. Tiếp đó, Dược Sư, Giang Tử Yên cùng với Diệt Phượng Công Tử cũng lắc đầu. Vèo vèo vèo, ba người cũng bị truyền tống rời đi. Đến phiên lệ chi tiên tử, nhất thời cô cũng không biết phải hỏi gì nữa. Sau khi suy nghĩ một chút, cô nói. Vậy, Tiền bối, vị trường sinh giả người bắt yêu đuổi giết Trình Lâm còn ở trong di tích không? Lệ chi tiên tử không biết nên xưng hô với nam tử này thế nào nữa, cô chính là trình lâm nhưng cũng không phải là trình lâm, thân phận kiểu này thật lúng túng. Hơn nữa cô cũng không quen vị tiền bối này. Yên tâm đi, người bắt yêu kia tạm thời đã bị ta nhốt lại rồi, người không cần phải lo lắng hắn sẽ quấy rầy cuộc sống của ngươi. Thiên đạo rồng đốm mỉm cười đáp. Đa tạ tiền bối, vậy tạm thời ta cũng không có gì muốn hỏi nữa, hẹn gặp lại. Lệ chi tiên tử nói. Sau đó, Vèo, cô cũng biến mất ngay tại chỗ. tiếp đó, bạch tôn giả nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy. vậy thì chào đạo hiếu, ta cũng đi đây. ơ, ờ, bạch đạo hiếu không ngồi chơi thêm chút nữa sao? thiên đạo rồng đốm nhiệt tình nói. uống no rồi, không ngồi thêm nữa. bạch tôn giả mỉm cười nói. vì vậy, sau khi được thiên đạo rồng đốm tặng lá trà, bạch tôn giả cũng làm cái vèo rồi biến mất hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai người là Tống Thư Hàng và Thiên Đạo Rồng Đốm. Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút, trong lòng hắn có không ít vấn đề muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tiền Bối, ngài có thể chờ ta sắp xếp lại các vấn đề trong đầu rồi tìm ngài hỏi sau không? Tống Thư Hàng thử thăm dò nói: Được chứ, không thành vấn đề. Thiên Đạo Rồng Đốm bật cười, mong là ngươi còn sống cho đến lần tỉnh lại kế tiếp của ta. Tiền Bối phải ngủ bao lâu? tống thư hàng hỏi theo như ta tính thì tiếp theo ta sẽ ngủ chừng một vạn năm hoặc có thể dài hơn chút nữa chờ ngươi tấn thăng tôn giả thì sẽ có cơ hội còn sống để gặp ta thôi mà thiên đạo rồng đốm trả lời tống thư hàng ngài tưởng cứ muốn tấn thăng thành tôn giả là có thể làm được à hơn nữa có trời mới biết một vạn năm sau trên thế giới này còn một người tên là tống thư hàng nữa hay không ngươi có chắc là muốn lần sau gặp mặt lại hỏi không đấy Thiên đạo rồng đốm hỏi. Bây giờ ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ngay đây. Tống Thư Hàng nói. Đầu tiên, chúc mừng tiền bối thoát thân thành công. Lúc ở trong trạng thái nhập mộng, hắn đã biết được nguyện vọng của thiên đạo rồng đốm chính là thoát thân khỏi chức vị thiên đạo. Kim liên của nho gia và tà liên ở thế giới cửu u chính là cách thoát thân của thiên đạo rồng đốm. Bây giờ xem ra, rõ ràng là thiên đạo rồng đốm đã thành công rồi. Bởi vì hiện tại hắn sống rất tốt, thiên đạo bên ngoài cũng đổi mấy lần rồi người nghĩ vậy sao ha ha thiên đạo rồng đốm đột nhiên phát ra mấy tiếng cười khổ sau đó hắn thở dài âm trầm thiên đạo rồng đốm thu liếm nụ cười trên mặt khí tức trên người cũng thay đổi vốn là khí tức hiền hòa khiến người khác cảm thấy gần gũi giờ lại đổi thành khí tức lãnh khốc hờ hững phải chăng khí tức hiền hòa chỉ là lớp ngụy trang của hắn ngài là rồng đốm hai Tống Thư Hàng kinh ngạc bật thốt lên, người có khí tức lạnh lùng hờ hững thế này không phải là thiên đạo rồng đốm, mà là rồng đốm hai ở thế giới cửu U. Lúc Tống Thư Hàng nhập mộng thành kim liên, cắm rễ trong ma trì ở thế giới cửu U, hắn thường xuyên tiếp xúc với sát khí của rồng đốm hai lạnh lùng. Nam tử mặc áo trắng. Rồng đốm hai là cái quỷ gì thế? Người đừng nói với ta đây là xương hô mà ngươi dành cho ta nhé. Cẩn thận ta làm thịt ngươi đấy. Tống Thư Hàng ngươi còn sống thế này vậy thiên đạo đại nhân thứ ba đâu tống thư hàng dò hỏi hắn tự động đổi một xưng hô khác ta không biết dòng đốm hai nói kế hoạch ban đầu là kim liên và tà liên hợp lại làm một xây dựng một thế giới hoàn toàn mới thế nhưng kế hoạch này đã bị gác lại vô thời hạn tên kia lại bắt đầu đúc một thần binh đạo khí cửu tu phượng hoàng đao tống thư hàng nói hắn nhớ kết quả của thuật giám định có nói cửu tu phượng hoàng đao là đạo binh do thiên đạo đời thứ ba để lại trước khi biến mất. Đúng vậy, chính là thanh thần binh đó. Sau đó đột nhiên vào một ngày nọ, ta mất đi ý thức. Dòng đống hai nói, ta tưởng rằng đã đến lúc mình phải biến mất, nhưng mà... Đến khi ta khôi phục ý thức thì phát hiện mình đang ở trong thế giới kỳ quái này. Hình như thế giới này là sự kết hợp giữa thế giới kim liên và thế giới tả liên, nhưng lại có chỗ bất đồng hiển nhiên đây là sản phẩm mà tên kia lại âm thầm nghiên cứu ra sau đó trình lâm thời viễn cổ xuất hiện bên cạnh ta dòng đốm hai chậm rãi nói sau khi ta tỉnh lại trình lâm dùng biện pháp dựng dục tân sinh dựng dục ra ta lần nữa sau đó cô ấy bị vỡ nát hiển nhiên một thế giới tương tự như thế giới kim liên tà liên cùng với linh quỷ trình lâm tất cả đều là thủ đoạn mà thiên đạo dòng đốm cố ý an bài cho dòng đốm hai khó khăn lắm ta mới thu thập được phần lớn mảnh vỡ của Trình Lâm, nhưng Trình Lâm không còn hoàn chỉnh nữa, khế ước linh quỷ giữa ta và cô ấy có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Ta mang Trình Lâm đời thứ hai mới được tái tạo lại đặt trong cơ thể của một tu sĩ nhân loại, cũng cùng hắn lập khế ước. Chuyện kế tiếp, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng suy đoán được bảy tám rồi. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, sau đó hắn đột nhiên hỏi. Tiền bối, tại sao ngài lại nói những điều này với ta? Chẳng lẽ, ta là chuyển kiếp của thiên đạo đời thứ ba sao? Ban văn rồng hai nhìn chằm chằm tống thư hàng rồi nói. Muốn mơ đẹp thì phải đi ngủ, đây là thường thức đấy. chương 925, chẳng lẽ gương mặt của lão Bắc Hà thật sự rất đẹp trai sao? Tống thư hàng. Cứ như vậy, tống thư hàng và rồng đốm mắt to chừng mắt nhỏ, trợn mắt nhìn nhau thật lâu. Vậy rốt cuộc ta là chuyển thế của ai? Tống thư hàng hỏi rất nhiều người nhận lầm ta là tống đầu gỗ, nếu ngài nói ta không phải là chuyển thế của ai hết thì ta chắc chắc không tin đâu. Hơn nữa, hai lần hắn gặp đế châu thì cả hai lần đế châu đều đột nhiên vỡ nát, trong chuyện này nhất định là có cổ quái. Ngươi thật sự không phải là chuyển thế của ai cả, ngươi chính là ngươi, một tu sĩ nhân loại có vận khí tốt tên Tống Thư Hàng. Dòng đúng nghiêm túc đáp. Thật ư? Tống Thư Hàng hỏi lại. Thật đấy. Dòng đúng khẳng định. Tống Thư Hàng nghe vậy thì vừa thấy vui mừng, lại vừa thấy mất mát. Vui mừng là vì mình không phải là chuyển thế hay bản trọng sinh của người nào cả, mình chỉ đơn giản là Tống Thư Hàng mà thôi. Còn lý do cảm thấy mất mát cũng giống như lý do cảm thấy may mắn vậy. Vậy Tống Đầu Gỗ là ai? Tống Thư Hàng hỏi. Ta có nghe Trình Lâm nhắc qua, cô ấy có một người bạn thân gọi là Tống Đầu Gỗ. Thật ra đây chỉ là biệt danh mà thôi, còn đạo hiệu thật sự của đối phương là gì thì ta không biết ta cũng chưa từng gặp qua vị tống đầu gỗ này, dù sao ta cũng không phải là nhà toàn năng cái gì cũng biết. rồng đốm đạo tống thư hàng nghe vậy thì có chút thất vọng. sau khi suy nghĩ một chút, thư hàng nói: tiền bối, ta có thể hỏi ngài hai vấn đề nữa được không? cứ hỏi đi. rồng đốm khẽ gật đầu đáp: vấn đề thứ nhất, thiên đạo đương nhiệm là một quả cầu à? tống thư hàng hỏi: không biết, ta trốn thiên đạo đương nhiệm còn không kịp sao có thể đi tiếp xúc, điều tra được chứ? rồng đốm trả lời, nếu thiên đạo đương nhiệm biết được sự tồn tại của hắn thì sẽ có vô số phiền toái nối đuôi nhau kéo tới. Cũng đúng, vấn đề cuối cùng, tại sao thiên đạo đại nhân đời thứ ba lại đột nhiên không muốn giữ chức vị thiên đạo nữa? Đây chính là vấn đề mà Tống Thư Hàng tò mò nhất. Nói đến chức vị thiên đạo, tu sĩ trên toàn thế giới, thậm chí là tu luyện giả của những hệ thống tu luyện khác, Ai cũng mong mỏi trở thành thiên đạo duy nhất vạn giới. Tại sao thiên đạo rồng đốm lại muốn từ chức không làm nữa? Vấn đề này thì ta biết, nhưng đây là thiên cơ. Ngươi có chắc là ngươi muốn nghe không? Rồng đốm nhếch miệng lên. Sau khi nghe được nội dung này rồi thì ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thế giới của ta. Một khi nắm giữ thiên cơ, nếu ngươi dám rời khỏi thế giới của ta, bước chân vào chủ thế giới một bước, ngươi sẽ bị thiên kiếp đánh thành cho, không ai cứu được ngươi hết cho nên ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa tống thư hàng nói thì nói vậy nhưng từ lời nói của rồng đốm có thể đoán ra được có lẽ thiên đạo cũng không hề tốt đẹp giống như trong tưởng tượng của các tu sĩ chăng đa tạ tiền bối hiện tại tạm thời ta không nhớ ra được những vấn đề khác tống thư hàng nói đã vậy tiền bối có chuyện gì cần ta giúp không trên thế giới này hiêm khi nào có ân huệ miễn phí lắm quy tắc của nhóm cửu châu số 1 là có trả giá mới có hồi báo, Tống Thư Hàng cũng rất thích quy tắc này. Dòng đốm hầu như biết gì nói nấy, không hề giấu giếm, nói ra tình báo quý giá. Cho nên hẳn là rồng đốm có chuyện cần mình đi làm nhỉ. Ồ, rồng đốm nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó hắn đột nhiên vỗ quạt xếp một cái rồi nói. Thì ra là vậy, đối với ta, những vấn đề này chỉ là thuận miệng trả lời, nhưng đối với người chúng lại rất có giá trị đã vậy thì ta sẽ không khách khí đâu nhé. Tống thư hàng, không gạch dưới không. có phải ta đã nói ra lời ngu xuẩn gì rồi không? thật ra ta cảm ứng được trong cơ thể ngươi cất giấu hạch tâm hoa sen do tên kia trồng xuống, thậm chí nó đã diễn hóa ra một tiểu thế giới, cho nên muốn kéo ngươi tới nhìn một chút, chỉ vậy thôi à? nhưng nếu ngươi muốn giúp ta thì, rồng đốm cầm quạt xếp gõ vào lòng bàn tay. vậy đi, ngươi giúp ta hai chuyện. Tống thư hàng nói. Xin tiền bối cứ phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Tự mình đào hố thì đành phải cắn răng nhảy xuống thôi. Việc đầu tiên, người giúp ta đi tìm Trình Lâm đi. Nếu như người tìm được cô ấy thì nói với cô ấy là ta tỉnh rồi, có rãnh rỗi thì hãy tới thăm ta, đừng rong chơi ở bên ngoài mãi, một cô nương tốt là phải biết về nhà đúng giờ. Rồng đốm nói. Tống Thư Hàng gật đầu một đáp. Nếu như ta gặp được Trình Lâm tiên tử, nhất định sẽ truyền lời lại. Việc thứ hai, nếu được thì hãy giúp ta tìm lại các mảnh vỡ của Trình Lâm nhé." Rồng Đốm nhẹ giọng nói. "Diệp Tư là linh quỷ đương nhiệm của Tống Thư Hàng, trên người cô có một mảnh vỡ của Trình Lâm, mà giữa các mảnh vỡ lại có mối cảm ứng với nhau, vậy nên bây giờ Tống Thư Hàng chính là người thích hợp đi tìm mảnh vỡ của Trình Lâm nhất." Đồng thời, trong lòng Rồng Đốm có một sự cảm, nếu thu thập đầy đủ mảnh vỡ của Trình Lâm, nói không chừng có thể triệu hồi rồng thần, triệu hồi cái tên rồng đốm ngu ngốc kia ra ta biết rồi, ta sẽ dốc hết sức thực hiện hai việc này. Tống Thư Hàng đáp, tốt lắm, nếu không còn vấn đề gì nữa thì đạo hữu từ mình rời đi vậy, ta không tiễn. Sông đốm vẫy tay nói, Tống Thư Hàng, ủa, ngài không làm vèo một cái đưa ta đi sao? Tự ngươi vèo một cái trở về thế giới hạch tâm của mình không được à? Đó là nhà ngươi mà, ngươi tự về đi chứ, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nhét ngươi trở về sao? Sông đốm nghiêng đầu nhìn Tống Thư Hàng, Tống thư hàng thấy được trong mắt vị tiền bối này tràn ngập sự quan tâm. Một lát sau, Tống thư hàng động ý niệm làm cái vèo, trở về trong thế giới của mình. Sau khi hắn rời đi, rồng đốm biến trở lại nguyên hình, hóa thành rồng đốm khổng lồ một chân che trời lấp đất. Nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào cũng chỉ là một tu sĩ nhân loại bình thường, không phải đại nhân vật chuyển thế, cũng không phải thủ đoạn trọng sinh của người nào cả, chẳng khác gì một tu sĩ nhân loại có thể thấy được ở bất cứ đâu. Mà tệ nhất là trông cũng chẳng đẹp trai tí nào nhưng mà năng lực thiên phú kia của tên này là sao vậy kia vậy mà lại có thể thông qua mộng cảnh can dự vào trí nhớ thậm chí là cuộc đời của người khác thật là một năng lực làm ta hâm mộ sau khi lẩm bẩm xong thiên đạo rồng đốm nhắm mắt lại rơi vào giấc ngủ say một lần nữa lúc này trên thiên giới đảo thiên giới đảo chính là đảo thần bí mà đám người tống thư hàng đã từng leo lên, chẳng qua là sau khi rời khỏi đảo, đám người tống thư hàng đã mất đi một bộ phận trí nhớ. Một nơi nào đó trên đảo nhỏ, bác Hà Tán Nhân đang bị một cô gái tóc bạc kéo đi dạo chơi quanh thiên giới đảo. Bác Hà Tán Nhân này đương nhiên là đồng quái tiên sư Dịch Dung Thành. Sở dĩ Dịch Dung Thành bộ dạng của bác Hà là bởi vì đồng quái không tin vào những điều tà môn. Hắn cho rằng sở dĩ cô gái tóc bạc này cứ dây dưa với hắn không tha, nhất định là bởi vì trong cuộc chiến trên đỉnh tử cấm, hắn tự tìm đường chết dịch dung thành bạn gái cũ của Bắc Hà tán nhân, kết quả là cô gái tóc bạc này vừa nhìn thấy dung mạo của bạn gái cũ của Bắc Hà tán nhân đã yêu ngay. Cho nên hôm nay hắn cố ý đổi bộ dáng khác, đổi thành Bắc Hà tán nhân có mặt ở hiện trường lúc đó. Kết quả là cô gái tóc bạc vẫn dùng ánh mắt háo sắc. À không, là ánh mắt thâm tình tha thiết nhìn hắn. Lẽ nào đối phương yêu hắn là yêu ở nội hàm chứ không phải yêu bởi ngoại hình ư? nội hàm cái dằm ấy, hắn và cô gái tóc bạc này có quen biết gì nhau đâu, biết nội hàm quái gì mà yêu chứ. Cho nên rốt cuộc vị đại nhân vật này thích hắn ở điểm nào vậy? Khí tức, sung mạo, thực lực, bất kể là điểm nào, đồng quái tiên sư hắn đều có thể thay đổi mà. Trong lúc đang suy tư, cô gái tóc bạc kéo đồng quái tiên sư đi tới một khu mộ địa. Sau khi thiên đình viễn cổ bị diệt, bọn ta đã nhặt lại di thể của một số thành viên thiên đình, an táng ở nơi đây. Cô gái tóc bạc giới thiệu cho Đồng Quái Tiên sư biết. Mộ địa của các thành viên Thiên Đình Viễn Cổ. Đồng Quái Tiên sư đảo mắt nhìn quanh, mặc dù nơi này tử khí âm trầm nhưng lại không hề có oán niệm, chắc hẳn đã được cao tăng đắc đạo hoặc là cao nhân đạo gia siêu độ qua rồi. "Đợi đã, cô là người sống sót của Thiên Đình Viễn Cổ sao?" Đồng Quái Tiên sư hỏi. "Cứ coi là vậy đi." Cô gái tóc bạc vuốt ve mái tóc dài của mình, hờ hững nói đồng quái nhìn lướt qua tất cả mộ bia đột nhiên hắn thấy được hai ngôi mộ lớn trên cao nhất trên mộ bên trái viết cựu thiên đế chi mộ trên mộ bên phải viết tân thiên đế chi mộ mộ của cựu thiên đế sạch sẽ sáng bóng rõ ràng là thường xuyên có người đến quét dọn sửa sang còn trên mộ của tân thiên đế lại cắm đủ loại vũ khí có vẻ như thường xuyên có người tới phát tiết vậy tại sao lại có hai ngôi mộ thiên đế thế đồng quái tiên sư hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ có đến hai vị thiên đế ư hơn nữa nghe nói thiên đế đã biến mất lẽ nào hắn đã chết rồi sao chỉ là mộ giả chôn quần áo di vật mà thôi về phần thiên đế còn sống hay không thì ai mà biết được cô gái tóc bạc nhẹ giọng đáp thiên đế là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ nếu không thấy được thi thể thì không ai có thể nhận định được hắn đã chết hay chưa nhưng nếu như thiên đế còn sống vậy tại sao qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không chịu hiện thân về phần tại sao có hai phần mộ thiên đế thì ta cũng không biết lúc ta đến thiên giới đảo thì nơi này cũng đã có hai phần mộ rồi cô gái tóc bạc nhún vai một cái rồi trả lời cô là người sống sót của thiên đình viễn cổ cơ mà đồng quái tiên sư nghi hoặc nói lúc ta ở thiên đình viễn cổ thực lực không hề mạnh nên chẳng biết được bao nhiêu chuyện ta đã thấy thiên đế mấy lần hắn là một nam tử rất dịu dàng rất điển trai nhưng tiếc là ta không trúng tiếng xét ái tình với hắn cô gái tóc bạc nghiêm túc nói vẫn là gương đẹp trai nhất khi nào chúng ta sinh con đây đồng quái tiên sư sở gương mặt mình bây giờ đang dịch dung thành bắc hà tán nhân mà bị khen là đẹp trai thế này trong lòng hắn không hề vui chút nào hết cái tên bắc hà này mà đẹp trai gì chứ trong mắt hắn bắc hà chỉ là một tên có gương mặt rất bình thường ném vào trong một đám người thì chẳng thể tìm ra được ta cho rằng dáng vẻ bây giờ của ta không hề đẹp trai Đồng Quái Tiên sư nói: "Không đâu, dáng vẻ bây giờ của Cưng rất điển trai, ta nhìn mà tim cứ đập nhanh liên hồi." Cô gái tóc bạc đáp: "Đừng nói nữa, cô khen gương mặt bây giờ của ta rất đẹp trai khiến ta cảm thấy rất khó chịu." Đồng Quái Tiên sư nói: "Mau nói gương mặt này của ta thật xấu xí, xấu xí đến mức khiến người ta phải chán ghét, vừa thấy đã hận không thể nện cho một cú đi." Cô gái tóc bạc suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Không được." ta không thể mở miệng nói ra mấy lời nói trái lương tâm như vậy được. Đồng quái tiên sư. Mở nó, chẳng lẽ gương mặt của lão Bắc Hà thật sự rất đẹp trai sao? Do mình vẫn luôn chán ghét hắn nên cưỡng ép bỏ qua vẻ đẹp trai của hắn. chương 926, Thư Hàng Tiểu Hiếu, người muốn kiếm chuyện đấy à? Thời gian trôi đi đâu mất rồi, còn chưa kịp nhìn người cho kỹ thì đôi mắt đã nhòa. Bốn ngày sau, dạng sáng ngày 6 tháng 9. Hôm nay là ngày khu đại học Giang Nam chính thức khai giảng. Tống thư Hàng mở mắt ra, kết thúc đả tọa tu luyện. Sau đó hắn lại hỏi: "Bạch Tiền Bối, ta đã học xong bí pháp tự lành của Trình Lâm trên 6 bức thạch bích này rồi. Thời gian cũng xem xem, ngài có thể đưa ta về trước được không?" Sau khi nhóm người Tống thư Hàng rời khỏi thế giới rồng đốm xong thì đã quay về di tích Trình Lâm. Bên trong di tích Trình Lâm, ngoại trừ hình ảnh trường sinh giả giảng pháp ra thì còn khác 6 bức thạch bích sau khi tu luyện bí pháp tự lành trên đó xong thì thậm chí có thể hồi sinh tay chân bị đứt lìa, bên trong còn ẩn chứa thông tin về trường sinh chi đạo nữa. Cho nên bạch tôn giả lại dẫn mọi người đi tới trước sáu khối thạch bích đó để lĩnh ngộ và học bí pháp này. Vừa học một phát là đến tận ngày sáu luôn. Trong thời gian mấy ngày này, các đạo hữu đều có thu hoạch riêng. Trong sáu người mà bạch tôn giả đưa vào bên trong di tích, lệ chi tiên tử là người đầu tiên nắm giữ bí pháp này dẫu sao thì cô và Trình Lâm cũng có quan hệ song sinh, nên học bí pháp này cũng dễ như bỡn. Tiếp theo là Bắc Hà Tán Nhân, thân là một chân quân vừa đột phá, ngộ tính và lý giải về đạo của hắn cũng cao hơn các vị đạo hữu khác. Người thứ ba học được bí pháp chính là Tống Thư Hàng, bởi vì quan hệ giữa Trình Lâm và Diệp Tư, nên Tống Thư Hàng học bí pháp này cũng khá thuận tiện. Sau khi học xong thì hắn có thể nhanh chóng khiến cho bộ phận nào đó trên người mình tiến hành hồi sinh, ừ, bộ phận đó chính là tóc. Tống Thư Hàng hoài nghi nguyên nhân của vụ này là vì hắn đã từng học thuật mọc tóc của tạo hóa Pháp Phương. Thuật mọc tóc và thuật tự lành của Trình Lâm hỗ trợ lẫn nhau giúp hắn lĩnh ngộ mộ được một chút bề ngoài của đoạn chi trùng sinh. Đáng tiếc là dù hắn có vận dụng thuật tự lành của Trình Lâm thì cũng chỉ có thể làm mỗi tóc mình trùng sinh được thôi. Muốn đạt tới cảnh giới chi gãy mọc lại thì phải tu luyện thêm nhiều lắm. Bạch Tôn giả nói, à, hôm nay là mồng 6, người phải khai giảng đúng không? Đúng vậy, Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ học mới, phải đi điểm mặt. Tống thư Hàng nói, hơn nữa việc tu luyện của Tống thư Hàng cũng kết thúc một giai đoạn, tiếp tục đứng trước sáu khối thạch bích này cũng thế. Sau đó thì Bạch Tôn Giả sắp xếp chuyến thám hiểm cấm địa của đạo trưởng Lý Thiên Tố vào mùng 7 và mùng 8. Hai ngày đó vừa đúng cuối tuần, chỉ cần Bạch Tôn Giả muốn thì hẳn là có thể dốc toàn lực thăm dò một cấm địa trong hai ngày ngon ơ hy vọng có thể tìm được biện pháp chữa trị hàn bệnh của Lý Âm Trúc từ nơi đó. Đúng lúc này, bác Hà Tán Nhân cũng mở mắt ra rồi nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu giờ ngươi đến trường sẽ không sao chứ? Tống Thư Hàng, sao là sao thế nào? Sược sư cười ha hả. Gần đây trận chiến mạt Pháp liên tục đứng đầu bảng xếp hạc, càng ngày càng nổi âm âm, nhân vật cao thăng sư huynh cũng khắc sâu ấn tượng trong lòng người lắm đấy ngươi là diễn viên đóng cao thăng sư huynh ngươi đến trường sẽ vui lắm cho mà xem nghiêm trọng đến mức ấy rồi à tống thư hàng dùng hết cả mình cứ biết là nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ngươi là được giang tử yên bổ sung nghe có vẻ thú vị ghê không biết lúc đó có một đám đông đuổi theo thư hàng tiểu hữu chạy khắp sân trường không nhỉ lệ chi tiên tử cười nói tống thư hàng gạch nối bây giờ trận chiến mặt pháp đang hot như thế nếu biết cao thăng sư huynh là do sinh viên trường mình đóng, thì dù mọi người trong Đại học Giang Nam không dí theo hắn hô khẩu hiệu cao thăng sư huynh nhất định phải chết cũng sẽ vây quanh ngó nghĩa hắn lúc tan trường. Bây giờ Tống Thư Hàng đang nghĩ không biết lúc bị vây xem thì có nên thu phí tham quan của họ không đây? Các tiền bối à, có cách nào giải quyết vấn đề này không? Ví dụ như làm cho ta không bị chú ý chẳng hạn ấy. Tống Thư Hàng hỏi, không khiến họ chú ý à, có pháp thuật như vậy hả? tỷ dụ như che giấu khí tức bản thân hay gì, bắc hà tán nhân xoa cầm nói, sược sư, vô dụng thôi, che giấu khí tức cũng không che nổi cảm giác tồn tại của mình đâu. hay là ẩn thân luôn đi, tan học một cái là ẩn thân ngay, thế là không ai tìm được ngươi nữa. hay nghỉ học ở nhà, không nên, đến trường vui mà, nghỉ ở nhà đáng tiếc lắm. các vị tiền bối bàn luận xôn xao, đúng lúc này bạch tôn giả đột nhiên vỗ nhẹ tay một cái nếu nói tới cảm giác tồn tại thì ta thấy chúng ta nên hỏi dân chuyên nghiệp. Bác Hà Tán Nhân suy nghĩ một lát. Ví dụ như, túy thiên cư sĩ, dược sư nghĩ ra ngay tắp lự. Túy nhật cư sĩ, phu sướng phụ vì, giang tử yên nói ngay theo. Mấy người các ngươi không nhớ được đúng tên của tối Việt cư sĩ thì nhớ từ nào gần âm đi. Nhớ thế cư sĩ nghe thấy thì đau lòng lắm. Bác Hà Tán Nhân thở dài nói. Từ gần âm thì nhớ thế nào? diệt phượng công tử tò mò đây là một phát hiện nhỏ của ta ta nói nhỏ cho mọi người nghe nhưng mọi người đừng có cho túy ước cư sĩ biết nhé bác hà tán nhân thì thà thì thầm chúng ta không nhớ được đúng tên của trụy duyệt cư sĩ đúng không cho nên chúng ta nhớ hẳn một cái đạo hiệu khác đi chỉ cần âm đọc giống nhau thì lúc đọc lên vẫn như nhau cả chứ gì mà đạo hiệu sai thì không tính là đạo hiệu của túy nhạc cư sĩ đỡ phải sợ nhớ lầm đúng không thì ra là thế, còn có cách này. Dược sư khen ngợi, không hổ là bác hà đạo hiếu, thông minh tinh tế ghê. Giang tử yên nói, cho nên ta chỉ cần nhớ đạo hiệu trủy duyệt cư sĩ là lúc đọc lên nghe rông rống rồi. Diệt phượng công tử nói đoạn còn thử mấy lần, quả nhiên không đọc sai nữa, kiểu gì cũng ra hai âm rui rê. Đúng là một biện pháp hay. Bạch tôn giả nói, tống thư hàng, đến bạch tiền bối mà cũng không nhớ được đạo hiệu của tối duyệt cư sĩ à. Ừ, không thể nhớ nổi, cứ mông lung làm sao ấy. Bạch tiền bối yếu thư hàng nói. Nếu thư hàng muốn giảm cảm giác tồn tại để đỡ bị mọi người trong trường chú ý, thì có lẽ nên đi hỏi Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu xem có cách gì hay không. Ta đi hỏi ngay đây. Tống thư hàng nói. Nói là làm, hắn lấy ngay điện thoại ra gọi cho tối duyệt cư sĩ. Điện thoại được nối rất nhanh tuy là dạng sáng nhưng túy nhạc cư sĩ vẫn còn đang thức. Hắn là chân quân lục phẩm, không cần phải ngủ hàng ngày. Alo, thư hàng tiểu hữu đấy à, sao tìm ta muộn thế? Giọng nói của cư sĩ vang lên trong điện thoại. Là thế này tối ước tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngài có cách gì để giảm cảm giác tồn tại, tránh để người khác chú ý hay không? Kiểu như giúp người ta biến thành vô hình trong mắt kẻ khác, để khi kẻ khác nhìn vào cũng chủ động ngó lơ đi ấy. Tống Thư Hàng hỏi. Gạch nối. Cư sĩ nghiến răng hỏi lại. Thư Hàng tiểu hữu người muốn chết à? mươi 927, ngày đầu tiên khai giảng học kỳ mới. Cảm giác tồn tại vẫn luôn là chuyện mà cư sĩ rất phiền não, chỉ vì một cảnh quay chói mắt trong mấy giây mà hắn đã phải tranh thủ cật lực mới có được. Vậy mà bây giờ Tống Thư Hàng lại hỏi hắn, có cách nào để giảm cảm giác tồn tại của một người để cho người người khác đừng chú ý đến nữa không? làm thế nào để biến thành một tiểu trong suốt thế này chẳng phải là đang khiêu khích hắn sao nếu như không phải hiểu rõ tính cách của tống thư hàng tiểu hữu cư sĩ nhất định cho rằng tên này nửa đêm gọi điện thoại tới để chọc quê hắn tối nhạc tiền bối hiểu lầm rồi ta không hề có ý muốn kiếm chuyện gì đâu tống thư hàng nói sau đó hắn kể lại chuyện mình sắp tự trường nhưng bộ phim trận chiến mạt pháp mang tới ảnh hưởng quá lớn mà hắn thì chỉ muốn sống khiêm tốn không muốn người khác quá chú ý đến mình cho cư sĩ nghe tống thư hàng cho nên thông qua lời đề cử của bạch tiền bối ta mới gọi điện hỏi túy ước tiền bối ngài xem có cách nào để ta biến thành một tiểu trong suốt không ta muốn lúc mình ở trong trường sẽ không bị người khác chú ý không bị người ta đuổi theo kêu gào cao thăng sư huynh nhất định phải chết gì đó nữa cư sĩ nghe tống thư hàng giải thích xong không biết sao hốc mắt hắn lại ươn ướt Boss phản diện trong trận chiến mạt pháp là ai? Chính là nhân vật Tà Tương Minh Nguyệt do chính ví Nguyệt cư sĩ hắn thủ vai. Nhưng tại sao bộ phim này hot thành như vậy, mà nhân vật phản diện chính là Tà Tương Minh Nguyệt do hắn đóng lại không nổi danh, ngược lại nhân vật Cao Thăng sư huynh đã tẩy chẳng lại thành nhân vật phản diện gây chú ý nhất trong cả bộ phim là sao? Hâm mộ ghê, cư sĩ nói. Thư hàng tiểu hữu, nhân vật Cao Thăng sư huynh thật khiến người ta hâm mộ. Tống thư hàng Cư sĩ, nếu ngài hâm mộ thì lúc ấy ngài có thể đi diễn vai cao thăng sư huynh mà, ta sẽ không phản đối đâu. Khụ, chuyện của ngươi ta hiểu đại khái rồi, nếu ngươi chỉ muốn giảm cảm giác tồn tại biến thành tiểu trong suốt thì đúng là ta có cách. Ta có thể chế tạo một cái phù văn cho ngươi, một tiếng sau đến chỗ ta lấy. Một phù văn có thể duy trì hơn nửa năm, nếu ngươi muốn thì ta cũng có thể chế thêm cho ngươi mấy cái nữa, chờ khi ảnh hưởng của trận chiến mạt pháp qua đi sẽ không có ai nhắc tới chuyện cao thăng sư huynh nữa đâu. Cư sĩ đáp, cảm ơn tiền bối, vậy gần đây tiền bối có muốn thứ gì, hoặc là ta có thể giúp được gì cho ngài không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, ừ, ta nhớ hình như Thư Hàng tiểu hữu có một loại suối nguồn sự sống có thể kéo dài thọ nguyên đúng không? Cư sĩ hỏi, đúng vậy. Nó cũng có hiệu quả kéo dài 50 năm tuổi thọ giống như hạt sen kim liên của nho ra vậy. Tống Thư Hàng đáp, Vậy ta dùng 10 phú văn cộng thêm linh thạch đồng giá, đổi lấy một phần suối nguồn sự sống. Cư sĩ nói, hắn đổi lấy nước suối không phải là cho bản thân dùng, hắn là chân quân lục phẩm, thọ nguyên còn dài. Phần nước suối này là để cho một vị trưởng bối của hắn, thọ nguyên của vị đó sắp hết rồi. Mặc dù suối nguồn sự sống chỉ kéo dài 50 năm thọ nguyên, nhưng đối với vị trưởng bối kia mà nói thì đây hẳn là lễ vật thích hợp nhất rồi. Không thành vấn đề, cứ quyết định vậy nhé bây giờ tối ước tiền bối đang ở đâu thế tống thư hằng hỏi để ta gửi địa điểm cho ngươi cư sĩ đáp bạch tôn giả lại gần liếc nhìn địa điểm mà cư sĩ mới gửi tới rồi nói cách đây khá xa không tiện ngự kiếm bay qua chúng ta dùng lực lượng không gian đi qua luôn cảm ơn bạch tiền bối tống thư hằng nói thời gian không nhiều bạch tiền bối bằng lòng dùng lực lượng không gian dẫn hắn đi thì tốt quá rồi nhân 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 bảy giờ sáng tống thư hàng ra khỏi căn hộ của dược sư trong khu giang nam xuất phát đến đại học giang nam tay trái hắn đeo một chuỗi hạt pháp khí càn khôn trên chuỗi hạt đeo tay này lại có thêm một cái phù văn bằng ngọc phù văn này chính là cái lấy từ chỗ tối duyệt cư sĩ bên trong có cất chứa lực lượng công pháp của cư sĩ khi mang theo cái phù văn này cảm giác tồn tại của tống thư hàng sẽ hạ xuống vô hạn nhưng do đây là lần đầu tiên cư sĩ chế tạo loại phù văn này, cho nên nhất thời không khống chế tốt độ trong suốt sau khi biến thành tiểu trong suốt. Hình như độ trong suốt hơi cao rồi thì phải. Tống Thư Hàng khổ não nói. Lúc hắn đi trên đường, đang đi thì phía đối diện có người đi tới nhưng bọn họ đều vô ý bỏ quên sự tồn tại của hắn, suýt nữa đụng vào hắn. Tống Thư Hàng đành phải vận dụng thân pháp quân tử vạn lý hành để tránh né, đồng thời cũng luyện độ thuần thục của thân pháp luôn hắn thấy thế này không phải là biến thành một tiểu trong suốt nữa, mà là tàng hình luôn rồi mới đúng. Giờ thì Thư Hàng cũng đã nếm trải được phần nào nỗi niềm khổ não của tối Việt cư sĩ rồi. Nhưng phải nói là hiệu quả của phù văn này cực tốt, sau khi đeo phù văn vào, gần như không có ai chú ý đến hắn cả, thế này thì không cần lo nhân vật cao thăng sư huynh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn rồi. Sư phụ, sư phụ, khi nào ta mới có thể học siêu độ thuật vậy? Lúc này, có một con chim thước nhiều màu đứng trên bả vai tống thư hàng lên tiếng hỏi cô là kim cương quân tử đao tiểu thải đại đệ tử khai sơn của tống thư hàng trong chuyến đi đến di tích trình lâm lần trước bạch tôn giả không mang tiểu thải theo chờ tống thư hàng tự trường tiểu thải mới đi theo tới đừng gấp ta đã liên hệ với hòa thượng tây đạo hữu rồi đúng lúc hắn cũng ở gần khu giang nam buổi chiều sẽ đến đại học giang nam Đến lúc đó ta sẽ mượn địa tàng độ hồn kinh và nhật ký cao tăng khổ hạnh của hắn đưa cho ngươi đọc. Đến lúc đó, ngươi có thể lĩnh ngộ ra phương pháp siêu độ thích hợp với bản thân nhất từ trong đó. Tống thư hàng đáp: Chờ tiểu thải học được phương pháp siêu độ, hắn sẽ đi hỏi hòa thượng Tây xem thử gần đây trong khu Giang Nam có nhà ai cần siêu độ không, sau đó sẽ mang tiểu thải đi tập luyện. Mà lúc này, ở cửa đông của đại học Giang Nam, Khốc lão nhân đang ngồi xổm ở cổng trường lặng lẽ lau nước mắt sao Tống Tiên Sinh vẫn chưa tới nhỉ? Theo nguồn tin của ta thì chắc hẳn Tống Tiên Sinh sẽ đi qua đây tiến vào trường học mà. Khốc lão nhân thầm nói trong lòng. Lần trước, hắn đi theo Tô Thị A thất đến chỗ các đạo hữu trong nhóm cửu châu số một quay phim, vốn dĩ hắn muốn theo sát Tống Thư Hàng và Diệp Tư, bởi vì nếu hắn muốn học được phần tiếp theo của thiên khắp bảo điển thì đương nhiên phải đi theo Diệp Tư rồi. Nhưng sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến cho hắn không thể theo sát tống thư hàng và diệp tư hôm nay nhất định phải gặp được tống tiên sinh sau đó truyền đạt quyết tâm muốn học tập thiên khắp bảo điển của mình mới được ngay lúc khốc lão nhân nghĩ như vậy tống thư hàng trà trộn vào trong đám người thuận thế đi lướt qua người khốc lão nhân phù văn của cư sĩ cực kỳ hiệu quả lúc tống thư hàng bình tĩnh đi ngang qua người khốc lão nhân vậy mà khốc lão nhân không hề chú ý đến tống thư hàng chỉ coi hắn như một người đi đường bình thường mà thôi Lúc này, chủ nhiệm lớp và giáo viên phụ đạo của lớp 43 khóa 19 thuộc khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo khu Đại học Giang Nam nhìn một chồng văn kiện trước mắt, hai mắt nhìn nhau. Đây là thủ tục chuyển trường của Bạch Hạc Trân Quân, hơn nữa còn ghi rõ nhất định phải chuyển tới lớp 43 khóa 19. Phía dưới thủ tục chuyển trường của Bạch Hạc Trân Quân còn có tài liệu của một cô bé, là hồ sơ của một cô bé tên là Thi. Một người thì tuổi tác khá lớn, lại thông qua quan hệ muốn cưa sừng làm nghé tới nhập học. Một người khác lại chỉ chừng 10 tuổi, cũng thông qua quan hệ chuyển trường tới đây. chương 928, khai thật ra, người giấu bạch tiền bối đi đâu rồi? Chủ nhiệm lớp và trợ giảng của lớp 43, khóa 19, khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo đều đang gào thét trong lòng. Nói về người lớn tuổi hơn, cô nàng Hoa Kiều họ bạch tên Hạc trước đi. Cô tốt nghiệp đại học nổi tiếng thế giới, có ba học vị giáo sư, thậm chí còn từng công bố mấy luận văn làm cả giới học thuật phải khiếp sợ. Cô Châu bò thế, má cô có biết không? Ba học vị giáo sư cộng với thành tựu trong giới học thuật thừa đủ để cô vào giảng dạy trong đại học Giang Nam rồi biết không? Cô mà đến làm giảng viên thì đại học Giang Nam còn cực kỳ hoan nghênh nữa ấy chứ. Thế mà cô Bạch Hạc này lại cứ nhất định muốn vào đại học Giang Nam để làm sinh viên, lại còn khăng khăng phải vào cho bằng được lớp 43, khóa 19. Khoa Kỹ thuật Cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo. Cô đùa tụi này hay cô đọc lắm sách quá nên bị dở hơi thế. Chẳng ai hiểu nổi tư duy của cô nàng này ra làm sao. Có lẽ đây chính là khác biệt giữa thiên tài và người phàm ha. Mặt khác, hai vị giảng viên cứ thấy Bạch Hạc trông quen quen, à đúng rồi, hình như có một diễn viên trong trận chiến Mạt Pháp giống y hệt cô Bạch Hạc này thì phải. Đúng thế, lần này Bạch Hạc chân quân dùng hình thái thiên về phái nữ để đi tới Hoa Hạ. Còn một cô bé tên là Thi năm nay mới 10 tuổi nữa. Cô bé này thì thi vào Đại học Giang Nam theo con đường phổ thông. Đây chắc chắn là một học sinh thiên tài cấp bậc thần đồng. Cứ cách vài năm thì Hoa Hạ lại có thần đồng ra đời và thi vào các trường đại học nổi tiếng khi còn rất nhỏ. Thế nhưng vì sao con bé này không ngoan ngoãn học từ đầu cho tử tế mà vừa vào trường đã nằng nặc đòi chạy lên học năm 2. Cô bé tên thi này cũng muốn chuyển vào lớp 43, khóa 19, khoa kỹ thuật cơ khí của Học viện Kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo giống như Bạch Hạc. Không lẽ trong lớp 43 có boss ẩn nào hà? Ở một nơi khác, Tống Thư Hàng tìm một chỗ trong góc của phòng học quen thuộc để ngồi, tâm trạng rất là mỹ mãn. Bùa hộ mệnh của túy ước cư sĩ hiệu quả thật, siêu thích luôn. Từ lúc Tống Thư Hàng vào phòng học đến giờ thì chẳng ai chú ý đến hắn cả, hắn cứ như một người vô hình, vui vẻ tự tại cực kỳ hắn lẳng lặng nhìn bao quát cả lớp như một khán giả kỳ nghỉ hè chấm dứt các đạo hiếu a à nhầm các bạn học gặp lại nha dường như có vô số chuyện không bao giờ kể hết họ túm năm tụm ba buôn dưa lê rôm giả nội dung tám chuyện cũng đủ loại trên trời dưới đất người thì kể hè này đi đâu chơi gì vui người lại nói gần đây có bộ phim hay nào chiếu mỗi khi nói đến đề tài phim ảnh thì ai nấy đều nhắc tới trận chiến mặt pháp rồi bàn tán về các nhân vật chính phụ trong đó một chút Đương nhiên trong câu chuyện không thể thiếu nhân vật chính đẹp nhất lịch sử lăng dạ và nhân vật phản diện tuyệt nhất Cao Thăng Sư Huynh. Thế nhưng dù có nhắc đến Cao Thăng Sư Huynh thì cũng không ai chú ý đến Tống Thư Hàng ngồi trong góc phòng, cứ như thể hắn đã bị cả thế giới lãng quên rồi vậy. Tống Thư Hàng cho bùa hộ mệnh của túy Việt tiền bối 32 cái lai. Like. Nghe các sinh viên trao đổi với nhau, Tống Thư Hàng không khỏi nhớ lại kỳ nghỉ hè của mình. Đi bão máy kéo, lên đảo thần bí mất trí nhớ, gặp sát thủ, cứu sở sở, sau đó tham gia trận chiến sinh tử trên đoạn tiên đài. Sau đó tham gia cuộc thi máy kéo có tay cầm, bị bắn lên vũ trụ du lịch, thăm dò cổ mộ với thất thu tiền bối, đến bích thủy các và gặp Diệp Sư Tỷ. Thế rồi tập hợp các tiền bối trong nhóm cửu châu số một quay trận chiến mặt Pháp, đang quay được một nửa thì tiện đường chạy đến nho ra đại chiến 300 hiệp với tà ma cửu U, lúc về lại tranh thủ tham quan phân bộ số 250 của tổ chức yêu quái. Trước khi khai giảng, hắn còn tiến hành một cuộc giao phong âm thầm với quả cầu kim loại chúa tể của cửu u giới. Một kỳ nghỉ hè thực sự có nhiều chuyện xảy ra như thế ư. May mà kỳ nghỉ hè phong phú ấy đã kết thúc, giờ đây hắn phải quay về cuộc sống sinh viên bình thường của mình thôi. Tạm thời đặt chuyện trong giới tu sĩ sang một bên rồi hưởng thụ chuỗi ngày an bình này đi. Tống Thư Hàng nghĩ thế, sau đó lại không nhịn được mà tu luyện một vòng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Tu luyện là dễ nghiện lắm. Mỗi khi rảnh rỗi là Tống Thư Hàng lại tu luyện và hưởng thụ cảm giác chân khí di chuyển trong kinh mạch, thích ơi là thích. Ủa, sao Tống Thư Hàng còn chưa tới nhỉ? Chẳng phải nó bảo nó đến báo danh từ hôm mồng một rồi à? Đúng lúc này, giọng nói của bạn thân Cao Mỗ Mỗ vang lên. Mấy hôm nay Cao Mỗ Mỗ mất ngủ làm cho hai mắt thâm quầng. Trận chiến mạt Pháp càng ngày càng hot, hắn cũng kích động theo. Kịch bản của bộ phim này là do chính tay hắn viết là do hắn viết đó nhé. Ai mà biết được. Thổ Ba cúp máy, thở dài. Lại tìm cậu đi đóng phim à? Dương Đức hỏi. Ừ, đúng thế. Thổ Ba thở dài não ruột. Nhờ phúc của Tống thư hàng mà ba người họ cũng sắm ba vai nhỏ trong trận chiến mặt pháp. Sau khi bộ phim nổi lên như cồn thì cuộc sống của Dương Đức và Cao Mỗ Mỗ không thay đổi gì lớn lắm. Thế nhưng Thổ Ba lại thường xuyên nhận được điện thoại mời đi đóng phim. Nghe nói nguyên nhân chủ yếu là mọi người thấy hắn rất hài hước, diễn phim hài là chuẩn không cần chỉnh. Hài hước cái đầu chúng bay. Hơn nữa, thổ ba không lập trí làm diễn viên, hắn muốn mở một xưởng sửa chữa và cải tạo xe cổ kia. Đừng bảo là thư hàng không dám tới trường nhé, nó diễn cao thăng sư huynh hơi bị hay đó. Cao mỗ mỗ cười nói, nhắc tới chuyện này là hắn lại thấy mình quá may mắn. Vốn dĩ hắn viết nhân vật cao thăng sư huynh này cho chính mình diễn đấy, may mà cuối cùng Tống Thư Hàng lại gánh nhỏ thay. Nếu không thì bây giờ nhân vật đang bị cả thiên hạ tìm và diệt đã biến thành cao mỗ mỗ hắn rồi. Kể chúng mày nghe, cái hồi trận chiến mạt Pháp mới công chiếu ấy, hôm nào tao cũng mơ thấy ác mộng, tao mơ thấy mình diễn cao thăng sư huynh rồi bị người ta đuổi giết ngàn dặm chúng mày ạ. À. Cao mỗ mỗ nói tiếp, nhưng mơ được nửa giấc, đang trốn chui trốn lủi thì cao thăng sư huynh lại biến thành tống thư hàng, còn tao thì đuổi theo dí nó, vui ơi là vui ba người bạn cùng phòng đang nói chuyện thì đột nhiên có giọng nói vang lên tao đang ở đây này là giọng nói của tống thư hàng ba tên bạn cùng phòng quay sang nhìn thì thấy tống thư hàng đang ở ngay bên cạnh họ ôi đậu má mày đến lúc nào đấy thư hàng thổ ba giật nảy mình đến gì mà như ma thế tao ở đây ngay từ đầu còn sớm hơn chúng mày một tí cơ tao ngồi đây nhìn chúng mày vào phòng nhìn chúng mày ngồi xuống nghe chúng mày nói xấu tao từ nãy đến giờ Tống Thư Hàng nói cực kỳ nghiêm túc. Cao mỗ mỗ, gạch nối, thổ ba, gạch nối, dương đức, gạch nối. 8 giờ, trợ giảng mở cửa lớp ra, dẫn hai bạn mới vào, rồi vừa dẫn đường vừa giới thiệu chương trình học của trường và một số điểm cần chú ý. Sau khi vào lớp, thầy trợ giảng vỗ tay bảo mọi người trật tự. E hèm, mùa hè kết thúc rồi, mọi người mau chóng điều chỉnh trạng thái và lấy lại tinh thần học tập đi nhé. Mặt khác, hôm nay thầy giới thiệu với cả lớp hai bạn mới. Thầy trợ giảng của lớp 43 không thích lằng nhằng, cực kỳ dứt khoát. Bên trái là bạn Bạch Hạc, bạn ấy là Hoa Kiều về nước, đã có thôi, sau này mọi người hãy đối xử tốt với bạn nhé. Vốn dĩ hắn định giới thiệu Bạch Hạc vốn có 3 học vị giáo sư, cơ mà ngẫm lại thì giới thiệu cũng bằng thừa. Ủa, nà ní, cao mỗ mỗ, thổ ba và dương đức đều nhìn Bạch Hạc với ánh mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là cô nàng Bạch Hạc đã quay phim cùng với họ hay sao? Sao tự nhiên cô ấy lại chạy tới lớp họ để học vậy? Đúng rồi, hình như trong phim cô nàng diễn người yêu của Tống Thư Hàng thì phải. Không phải là hai người này nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim, cho nên cô ấy mới từ nước ngoài xa xôi ngàn dặm chạy về đây học đấy chứ? Thế là cả đám bạn cùng phòng đồng loạt quay lại nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bình thản rửng dưng hắn biết bạch hạc chân quân muốn chạy đến đây từ trước nên đã chuẩn bị sẵn rồi biết người biết ta trăm trận trăm thắng thế nhưng khi bạn mới thứ hai lộ diện thì tống thư hàng không còn bình tĩnh nổi nữa giáo viên trợ giảng bắt đầu giới thiệu bạn mới thứ hai bạn này tên là thi họ tống cô bé còn nhỏ tuổi nên mọi người phải quan tâm cô bé nhiều vào nhớ chưa cả phòng học ồ lên kinh ngạc tuy thi thoảng họ vẫn thấy thần đồng ở trên tv thế nhưng khi thần đồng đứng ngay trước mắt thì vẫn ngạc nhiên lắm biết không? Tống Thư Hàng Giác Vì sao Thi cũng chạy tới lớp hắn thế này? Hơn nữa chẳng phải tên bé Thi chỉ có một chữ thôi à? Tống Thi là cái khỉ gì thế? Anh Thư Hàng Thi sung sướng vẫy tay với Tống Thư Hàng Thế là cả lớp đồng loạt quay ngoắt sang nhìn hắn Tống Thư Hàng không thể duy trì trạng thái người vô hình được nữa Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng kìa nó đến trường lúc nào đấy? cao thăng sư huynh cao thăng sư huynh thư hàng ký tên cho tôi với mà này chắc chắn là ông quen lăng giả đúng không cho tôi số liên lạc của anh ấy được không từ từ có phải mọi người hơi sai sai rồi không cao thăng sư huynh phải chết mới đúng chứ cả lớp lập tức rơi vào hỗn loạn tống thư hàng cảm thấy mình sắp tèo rồi bùa hộ mệnh trung quy chỉ là bùa hộ mệnh nó không thể biến tống thư hàng thành ví việt cư sĩ được khi mang bùa hộ mệnh theo thì hắn có thể giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, để mình gần như vô hình. Nhưng gần như vô hình không có nghĩa là vô hình thật. Nếu mọi người đều chú ý đến hắn thì hiệu quả của bùa hộ mệnh sẽ yếu đi nhiều lắm. Đúng lúc đó, Bạch Hạc quét mắt nhìn quanh phòng một hồi rồi cau mày lại. Sau đó cô đi nhanh tới trước mặt Tống Thư Hàng rồi chống hai tay lên bàn hắn. "Chào, bạn Bạch Hạc, có chuyện gì không?" Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi nói mau, thư hàng, bạch tiền bối đâu rồi, Ngươi giấu ngài ấy ở đâu hả? Bạch Hạc chân Quân nghiến răng hỏi. Tống thư hàng chớp mắt rồi đáp. Có khi đang chơi game ở nhà ấy chứ đâu. Không thể nào, trước khi ta tới trường đã đến nhà ngươi rồi mà. Không ngờ ngươi lại sống chung với bạch tiền bối, đáng chết. Bạch Hạc chân Quân hạ giọng nói. Trường 929, trường học đã bị thế lực bên ngoài xâm chiếm rồi sao? đừng dùng kiểu từ ngữ đen tối như sống chung được không? Hai người đàn ông ở trong cùng một cái nhà mà gọi là sống chung à? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười hạ giọng nói. Có khi Bạch Tiền Bối ở nhà chán quá nên đi dạo phố rồi. Bây giờ Bạch Tiền Bối đã quen với cuộc sống hiện đại rồi, ngài đi ra ngoài chơi cho thoải mái là chuyện bình thường mà. Bạch Hạc Trân Quân hừ lạnh một tiếng rồi truyền âm nhập mật nói. Không thể nào, Trước khi ta chuyển trường đã nhận được tin tức đáng tin cậy là Bạch Tiền Bối cũng chuyển tới Đại học Giang Nam rồi. Ta từng nghe Bạch Tiền Bối nói hồi còn trẻ ngài là cô nhi không được đến trường, cho nên rất muốn thử cảm giác đến trường một lần xem sao. Nhất định là ngài đã chuyển vào lớp ngươi. Mau khai thật ra, ngươi giấu ngài ấy ở đâu rồi? Bạch Tiền Bối chuyển tới Đại học Giang Nam á? Ta có nghe thấy ngài ấy nói thế bao giờ đâu? Tống thư hàng sửng sốt rồi cũng truyền âm nhập mật trả lời. Đồng thời, hắn nhớ bạch tiền bối đã từng nhờ tuyết lang động chủ làm giấy tờ gì đó. Chẳng lẽ tôn giả định đến trường chơi làm sinh viên thật à? Người đừng có mà giả ngu, rốt cuộc thì bạch tiền bối đang ở đâu? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự là ta nghiêm trị. Bạch Hạc chân Quân tiếp tục truyền âm nhập mật. Trong con mắt của người ngoài, bạn Bạch Hạc xinh đẹp chống hai tay lên bàn Tống Thư Hàng và nhìn hắn đăm đăm. Tống Thư Hàng thì nhìn lại chẳng chút yếu thế, Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói một lời, thế nhưng ai nhìn vào cũng thấy họ đang trao nhau vô vàn tiếng lòng trong im lặng. Ta nhớ ra rồi, bạn Bạch Hạc diễn người yêu của Cao Thăng sư huynh trong trận chiến mạt pháp đó. Có bạn cùng lớp đột nhiên nhớ ra. Thế là cả phòng vang vọng tiếng cười thấu hiểu của chúng bạn. Tống Thư Hàng cười khổ, "Ta không biết đâu, ta nói thật mà. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ." Bạch Hạc Chân Quân nở nụ cười sau đó cô đột nhiên ra tay xốc tống thư hàng lên khỏi chỗ ngồi. Chân quân lục phẩm ra tay, tốc độ nhanh như chớp giật, tống thư hàng căn bản không kịp tránh né. Thầy ơi, bạn thư hàng không khỏe, em đưa bạn ấy xuống phòng y tế đây. Bạch Hạc chân quân cười nói với thầy trợ giảng. Hả? Thầy trợ giảng ngẩn ra rồi gật đầu như vừa ngộ ra chân lý. Đi đi. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao Bạch Hạc lại chạy ngàn dặm xa xôi đến hoa hạ rồi, Hóa ra là vì em Thư Hàng à. Đúng là tình yêu đích thực mà. Cho nên dù thấy bạn nhỏ Thư Hàng khỏe mạnh vui tươi, thế nhưng thầy trợ giảng vẫn để Bạch Hạc đưa hắn xuống phòng y tế. Bạch Hạc chân quân tươi cười cảm ơn thầy phụ đạo, rồi vung tay lên bế ngang tống Thư Hàng trong lòng. Tư thế này là bế công chúa đó. Bạn trai rất bảnh, bạn gái rất xinh, lại cộng với tư thế bế công chúa, tạo thành một hình ảnh cực kỳ đẹp mỗi tội vị trí bế công chúa hơi bị ngược thôi. Bạch Hạc chân Quân nhỏ nhắn xinh đẹp cứ thế bế tống thư hàng đi nhanh về phía phòng y tế. Nhìn mà lẹo cả mắt. Từ từ, đừng thế mà. Xin cô đó, bạn Bạch Hạc, đừng bế ta thế, thương lượng tí đi, mình đổi tư thế khác được không? Đổi thành khiêng cũng được. Tống thư hàng kêu lên. Hắn đã liều chết giấy ruột. Thế nhưng một tu sĩ tam phẩm còn con như hắn làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của chân quân lục phẩm như Bạch Hạc chân quân cơ chứ? Nói cho ta biết Bạch Tiền Bối ở đâu rồi ta thả xuống. Bạch Hạc chân quân nhếch mép cười tà mị. Ta không biết thật mà. Tống thư hàng cắn răng nói. Ta nói thật lòng mà cớ sao người lại không tin? Chỉ còn một đoạn nữa là đến phòng y tế rồi, trước khi đến nơi thì ngươi vẫn còn cơ hội đổi ý đấy. Bạch Hạc chân quân truyền âm nói. Tống Thư Hàng. Gạch nối. Tiêu rồi, chết cha rồi, lần này hắn đi đời nhà ma rồi, không sống nổi nữa rồi. Ớ, anh Thư Hàng. Bé thi chấp mắt nhìn bạch hạc tiền bối và Tống Thư Hàng đi xa mà không biết phải làm sao mới tốt. Xoạch. Cửa phòng y tế bị đẩy ra. Phòng y tế không ở cùng một tòa nhà với lớp học của Tống Thư Hàng mà cách đó một cái sân thể dục. Dọc đường đi, Tống Thư Hàng cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng dán vào mình đang bị bế công chúa. Cho dù hắn che mặt thì cũng chẳng có hiệu quả là bao. Thế này thì có khi hắn toi cơm thật mất. Trong phòng y tế, sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên. "Ơ, mới khai giảng có một hôm mà đã có sinh viên ốm rồi à?" Nghe giọng quen ghê, Tống Thư Hàng không nhịn được quay đầu nhìn về phía tiếng nói trầm thấp kia. Sau đó, Hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen đang chống một tay lên cầm ngồi trong phòng y tế, còn đang vẽ một trận pháp phức tạp lên tờ giấy A4 để trên bàn. Ớ, đây chẳng phải là thư hàng tiểu hữu sao, còn bạch hạc tiền bối nữa chứ? Sao hai người lại tới đây? Thư hàng tiểu hữu bị thương à? Người đàn ông mặc áo khoác đen hỏi. Ồ, phù chủ thất sinh phù tiền bối, sao ngài cũng ở đây thế? Tống thư hàng trợn mắt. À à, như người thấy đó ta đang làm bác sĩ học đường trong trường đây, ta vừa nhận lời mời trước đó không lâu, tuyết lang động chủ xử lý giấy tờ cho đó. Phủ chủ thất sinh phù nhún vai đáp. Ta hỏi vì sao ngài lại ở đây kia, chẳng phải ngài đã công đức viên mãn, sắp đi thăng cấp rồi à? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị thăng cấp đây, thế nhưng trước khi thăng cấp thì cần lo liệu nhiều thứ lắm, tỉ như trận pháp độ kiếp này. Ta đang vẽ trận pháp độ kiếp bản cải tiến đó. Phủ chủ thất sinh phù chỉ vào tờ giấy A4 trước mặt mình rồi cười phớ lỡ. Nếu ngài muốn bố trí trận pháp độ kiếp thì sao còn ở đây làm bác sĩ hả? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Đừng bảo là ngài muốn thực hiện nguyện vọng làm bác sĩ cứu người trước nhé. Phủ chủ thất sinh phù giải thích. Không phải, gần đây ta khắc chế lắm, không có nguyện vọng to lớn gì đâu. Thực ra ta đến đây làm bác sĩ là để thực hiện giao dịch với bạch tiền bối thôi giao dịch với bạch tiền bối á, cụ thể là sao? Nghe đến đó, bạch hạc chân quân ném tống thư hàng sang một bên. Chuyện là thế này, bạch tiền bối định vào đại học Giang Nam chơi ít hôm để trải nghiệm cuộc sống học đường, nhưng ngài ấy sợ mình chơi phiêu quá hoặc là thất thần, không cẩn thận gây ra thương vong thì không ổn. Cho nên ngài mới tìm ta đến chấn thủ ở phòng y tế này để ngừa vạn nhất. Bạch tiền bối sẽ đích thân cải tiến pháp trận độ kiếp của ta cho hoàn mỹ hơn để làm thù lao vốn dĩ cái chức bác sĩ này phải để dược sư làm cơ, thế nhưng gần đây dược sư có chuyện muốn tìm hiểu nên sắp bế quan rồi. Phủ chủ thất sinh phù giải thích. Bạch tôn giả mà thất thần thì nguy hiểm lắm, xem ra bạch tiền bối rất hiểu bản thân đó chứ. Hả, với năng lực của phủ chủ thất sinh phù đạo hữu thì bày một pháp trận giúp độ kiếp thành công đâu có khó gì. Bạch Hạc chân Quân tò mò hỏi. Phủ chủ thất sinh phù là người rất có lai lịch, thế lực sau lưng cực lớn, một trận pháp độ kiếp với hắn chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà. Bố trí một trận pháp giúp ta độ kiếp thành công thì không khó, thế nhưng trận pháp được bạch tiền bối sửa đổi có thể giúp ta tăng đan văn khi kết đan. Nói không chừng ta có thể trùng kích kim đan tám long văn luôn ấy chứ. Phủ chủ thất sinh phù dương dương tự đắc đáp. Ngươi hời quá. Bạch Hạc chân Quân nói. Đó là bạch tiền bối chiếu cố đám hậu bối chúng ta thôi phủ chủ thất sinh phù cười ha hả rồi lại nhìn sang tống thư hàng đúng rồi thư hàng tiểu hữu bị thương à lại đây ta xem cho tuy y thuật của ta không bằng dược sư nhưng cũng không tồi đâu ta không bị thương gì trên thân thể cả tống thư hàng nói tâm hồn mới bị thương đây này ta sắp không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt mọi người trong đại học giang nam nữa rồi phủ chủ thất sinh phù gạch nối chấm Tự ngươi chuốc lấy thôi, ai bảo ngươi không cho ta biết Bạch Tiền Bối đang ở đâu? Ta đã cho ngươi bao nhiêu là cơ hội trên đường đi rồi mà." Bạch Hạc Chân Quân nói. "Tiền Bối, ta không biết Bạch Tiền Bối ở đâu thật mà. Nếu ta mà biết thì đã nói cho ngài rồi, có phải là chuyện bí mật gì đâu." Tống Thư Hàng lại nói. "Với lại, ngài không thấy phủ chủ Thất Sinh phủ còn biết nhiều hơn ta à?" "Đúng vậy." Hai mắt Bạch Hạc Chân Quân sáng ngời lên, hắn nhìn về phía phủ chủ thất sinh phù. Phủ chủ thất sinh phù đạo hiếu, người có biết bạch tiền bối đang ở đâu không? Ta đi hết cái đại học giang nam này rồi mà vẫn chẳng cảm ứng được khí thức của ngài ấy đâu cả. À, bạch tiền bối không ở đại học giang nam đâu. Vốn là sáng nay bạch tiền bối định đến đây đi dạo, nhưng đang ngự kiếm phi hành với ta thì ngài nhìn thấy ở trường đại học hàng xóm đang dạy kỹ thuật múa máy xúc, thế là đổi ý chạy sang đó học máy xúc rồi. Phủ chủ thất sinh phù nói. Tống Thư Hàng, gạch nối, Bạch Hạc chân Quân, gạch nối. Có thể lắm, vụ này đúng tính bạch tiền bối luôn. Sao tự nhiên trong trường mà lại dạy múa máy xúc là thế nào? Trường quái quỷ gì thế? Bạch Hạc chân Quân không nhịn được rủa xả một hồi. Phủ chủ thất sinh phù. Đó là cái trường chuyên dạy con người ta lái máy xúc, ta cũng ở đó xem một tí, vụ múa máy xúc ấy trông hay đáo để cơ hơn nữa trừ máy xúc thì trường đó còn dạy cả lái ô tô không phải dạy đối phó để đi thi đâu dạy thành tài xế lành nghề có kỹ năng đua xe siêu đỉnh luôn ấy bạch tiền bối đưa tờ quảng cáo của trường kia cho đông phương lục tiên tử rồi đông phương lục tiên tử tỏ vẻ hào hứng lắm tống thư hàng không gạch dưới không bạch hạc chân quân không gạch dưới không từ từ đông phương lục tiên tử muốn học lái xe á đây không phải chuyện đùa đâu phủ chủ thất sinh phù đạo hiếu ta thấy ngươi đừng làm bác sĩ ở đây nữa, ngươi sang trường hàng xóm mà làm đi. Ta có dự cảm là chỗ đó càng cần ngươi chấn thủ để cứu vớt chúng sinh hơn đấy. Bạch Hạc Trân Quân nói đầy nghiêm túc. Trong cuộc thi máy kéo có tay cầm trước đó, Đông Phương Lục Tiên Tử đại sát bốn phương, tắm máu đạo hiếu, đúng là nghĩ lại mà kinh. Không được, ta đã hẹn với Bạch Tôn Giả là sẽ ở Đại học Giang Nam làm bác sĩ rồi. Giao hẹn là giao hẹn, không sửa được đâu phủ chủ thất sinh phù cười nói. Tống Thư Hàng nghĩ bụng, toi cơm rồi. Không chỉ hắn, mà cả Đại học Giang Nam và trường hàng xóm đều sắp toi cơm đến nơi rồi. chương 930, Thí Chủ, hãy nể khuôn mặt thanh thản của Bần Tăng có được không? Bạch Hạc chân Quân, Thư Hàng Tiểu Hiếu, phiền ngươi chuyển lời cho vị tiên sinh dạy học kia biết là ta về trước rồi nhé. Chào ngươi, gặp lại sau. Sau khi biết được tin tức của Bạch Tôn Giả, Bạch Hạc Trân Quân đâu còn lòng dạ nào mà ở lại Đại Học Giang Nam để làm học sinh nữa? Bây giờ hắn hận mình không thể mọc thêm một đôi cánh nữa, bay thật nhanh đến trường học dạy múa máy xúc đất gần đó để tìm bạch tiền bối. Tống Thư Hàng còn chưa kịp trả lời, Bạch Hạc Trân Quân đã bay vèo ra khỏi phòng y tế, chớp mắt đã biến mất tăm. Tống Thư Hàng, mà này, Bạch Hạc Đạo Hữu có biết trường học kia ở đâu không thế? Phù chủ thất sinh phù hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu đáp chắc là không biết đâu, nhưng chờ bạch hạc tiền bối bay lên cao dõi mắt nhìn xuống thì hẳn là có thể tìm được vị trí của trường học đó thôi. Cũng đúng, mong là bạch hạc đạo hữu không bị lạc đường. Phù chủ thất sinh phù gật đầu nói. Thất sinh phù tiền bối, vậy vãn bối cũng không quấy dày ngươi nữa, ta trở lại phòng học trước đây. Tống Thư Hàng nói. Trong phòng học còn có bé thi, mong là không muốn gây ra chuyện phiền toái gì hết. Phù chủ thất sinh phù vẫy tay nói gặp lại sau. Nhân 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 Tống Thư Hàng không trở về phòng học ngay mà trước hết tìm một luống hoa không người, ngồi yên tĩnh trong chốc lát để chờ phù văn của tối Việt cư sĩ có hiệu lực trở lại. Chỉ cần không làm người khác chú ý tới mình trong một lúc, phù văn sẽ tự động làm giảm cảm giác tồn tại của hắn xuống lại, khôi phục thành trạng thái tiểu trong suốt. Sau đó hắn sẽ lặng lẽ trở lại phòng học của mình, tiếp tục cuộc sống vườn trường yên bình của hắn cuộc sống vườn trường yên bình. Sau khi cảm thấy bản thân gần như đã khôi phục lại trạng thái tiểu trong suốt, Tống Thư Hàng đứng dậy, chuẩn bị trở về đi phòng học. Tìm được rồi, thì ra bạn học Tống Thư Hàng ở chỗ này. Đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên cách chỗ Tống Thư Hàng không xa. Đờ mơ, ta vừa mới đứng lên đã bị người khác phát hiện ra rồi sao? Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn về vị trí phát ra giọng nói ngọt ngào vừa rồi. Sau đó, hắn thấy được có hai nữ sinh đang đứng ở đó một cô thì có thân hình cao gầy tóc đen ngắn quần jean bó sát người nhìn tổng thể chẳng khác gì người mẫu cô này trình là người vừa mới cất giọng hô lên một cô khác có vóc người nhỏ nhắn thấp hơn cô bạn bên cạnh một cái đầu cô mặc váy tóc cột đuôi ngựa thoải mái gọn gàng nhìn tống thư hàng với vẻ xấu hổ tống thư hàng nhìn hai cô đầy khó hiểu hắn có ấn tượng với hai cô gái này Cả hai đều là người đẹp nổi danh trong đại học Giang Nam, trên hắn một khóa, nhưng không thuộc khoa kỹ thuật cơ khí. Hai đàn chị này tìm hắn làm gì vậy nhỉ? Bạn học Thư Hàng. Lúc này cô bạn học có vóc người nhỏ nhắn đỏ mặt tiến lên, cuối cùng cô lấy hết can đảm đưa một lá thư cho Tống Thư Hàng. Mong cậu hãy nhận lấy lá thư này, nó sẽ truyền đạt tiếng lòng của mình cho cậu biết. Tống Thư Hàng nghi hoặc nhận lấy thư. Sau đó hắn lập tức nghĩ tới một khả năng chẳng lẽ đây chính là thư tình ư đưa thư xong cô bạn học có vóc người nhỏ nhắn ngượng ngùng đỏ cả mặt vội vàng chạy đi mất còn cô bạn có vóc người cao gầy thì nhìn tống thư hàng cười hì hì sau đó cũng chạy theo bạn mình luôn tống thư hàng gãi đầu nói mà hình như đây là bức thư tình đầu tiên trong đời ta thì phải lúc này diệp tư ló đầu ra hiếu kỳ nói chính là loại thư mà nữ sinh tặng cho nam sinh để tỏ tình đó hả mau mở ra đi, để ta nhìn xem thư tình là viết thế nào vậy. Tống Thư Hàng bật cười, đưa tay bắt đầu mở thư ra. Chờ ta học được cách viết thư tình xong, người có muốn ta viết cho người mấy bức không? Diệp Tư nghiêm túc hỏi. Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Tống Thư Hàng co giật khóe miệng nói. Sau khi mở thư ra, Tống Thư Hàng cao thăng sư huynh. Mình thích bạn học Thư Hàng mình cũng thích cả nhân vật cao thăng sư huynh do cậu thủ vai trong trận chiến mặt Pháp. Trong phim cậu thật tiêu sái, dáng vẻ lúc bạo hành lăng giả cũng ngầu quá chừng luôn, mình vừa nhìn đã thích ngay cao thăng sư huynh, cũng thích diễn viên bạn học thư hàng. Lúc ở trong dạp chiếu phim, mình đã không nhịn được mà viết lá thư này trên điện thoại di động, để nó đến truyền đạt tiếng lòng của mình. Đọc đến đây thì tống thư hàng ngừng lại một chút, mặc dù cách dùng từ hơi kỳ quái nhưng miễn cưỡng cũng được coi là một bức thư tình bình thường. Tống thư hàng lại xem tiếp. Xin cậu và lăng giả hãy ở bên nhau đi. Hình trái tim. Lúc ở trong dạp chiếu phim, khi mình thấy cảnh lăng giả liên tục bị cao thăng sư huynh đánh ngã xuống đất, toàn thân bị thương thì ngực mình như muốn nổ tung. Cao thăng sư huynh siêu ết, lăng giả sư đệ yếu ớt, nếu cuối cùng hai người ở bên nhau thì thật tốt. Chỉ nghĩ đến cảnh tưởng ấy thôi là mình lại kích động không chịu được. Chúc hai người hạnh phúc phen hâm mộ bé nhỏ sẽ luôn âm thầm chúc phúc cho hai người đây là thư tình đấy à sao ta cứ thấy sai sai thế nào ấy diệp tư tò mò nói tống thư hàng yên lặng thở dài bình tĩnh xé nát bức thư này thành mảnh vụn hủ nữ thật là đáng sợ xem một bộ phim chủ đề thảm họa nghiêm túc như trận chiến mạt pháp mà các cô ấy cũng có thể cảm thấy ngực như muốn nổ tung được hiếm lắm mới thấy có người khen nhân vật cao thăng sư huynh mà hắn đóng rất tiêu sái nhưng hắn không hề vui một chút nào hết. Tống Thư Hàng quyết định nếu sau này gặp lại hai đàn chị lúc nãy thì hắn sẽ tránh thật xa, tránh xa hết cỡ luôn. Không chọc nổi thì ta tránh đi thôi, sợ gì chứ? Sau khi ném bức thư đã bị xé vụn vào thùng rác, Tống Thư Hàng tiến vào trạng thái tiểu trong suốt, lặng lẽ rời khỏi chỗ này. Một lát sau, hai đàn chị một cao một thấp nọ lại trở về hiện trường. Ai ra, thư bị xé mất rồi. Học tỷ thấp hơn nhìn bức thư tình do chính tay mình viết đang nằm trong thùng rác, không cam lòng nói. "Không sao, tiếng lòng của cậu đã được truyền đạt đi rồi mà." Học tỷ cao hơn an ủi. "Thôi bỏ đi, cũng chỉ là một bức thư thôi mà." Đàn chỉ thấp hơn bật cười nói. "Nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc đâu, trong trận chiến mặt pháp, chỉ có cao thăng sư huynh mới xứng với Lăng Giả. Dạ. Mình quyết định rồi, mình sẽ thành lập fan club cho họ." đàn chỉ cao hơn che miệng cười khẽ. Nhân 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 Lúc này, khóc lão nhân khóc suốt mướt ngồi canh ở cổng đông của Đại học Giang Nam. Lạ thật, sao vẫn không thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu đi vào trường học thế nhỉ? Hay là mình sai ở chỗ nào rồi ư? Chẳng lẽ ta canh sai cổng à? Mà cách chỗ khóc lão nhân không xa, có một chiếc xe van đang đậu ở cửa trường học, chờ mãi rốt cuộc cũng chờ được tới hôm nay hôm nay là ngày khai giảng chính thức của đại học giang nam trong xe van có mấy người đàn ông cười gần nhìn về phía đại học giang nam chính là người đàn ông ăn vạ và bọn đàn em của hắn mấy tháng trước khó khăn lắm hắn mới tìm được cơ hội ăn vạ kết quả gặp phải tống thư hàng vụ làm ăn bị thư hàng phá banh còn bị móc mất phí tiền lỗ hết cả vốn nhà mẹ đẻ sau đó mấy ngày trước hắn nhớ mình đi chặn đường tống thư hàng trong trí nhớ, hắn rõ ràng đã vây tống thư hàng trong một cái hẻm nhỏ, đang chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn với tống thư hàng. Nhưng đột nhiên, hình ảnh kế tiếp trong trí nhớ lại thay đổi. Một giây trước hắn còn đang dẫn đàn em bao vây tống thư hàng, một giây sau bọn họ đột nhiên phải đổi cái nắng gay gắt chuyển gạch trên công trường, khổ không tả nổi. Gạch trên công trường rất nặng, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, hắn và mấy anh em rời muốn dụng cả tay, sức cùng lực kiệt bọn họ hoàn toàn không nhớ được tại sao mình phải đi chuyển gạch chỉ nhớ là mình cứ chuyển mãi chuyển mãi cuối cùng ngay lúc sắp chuyển gạch xong thì đột nhiên trên công trường xảy ra sự cố người đàn ông ăn vạ bị thương phải nằm dưỡng thương ở nhà chỉ mới khỏi hắn vào mấy ngày trước người đàn ông ăn vạ không hề biết đoạn trí nhớ chuyển gạch đó là do diệp tư chèn vào dù sao ở trong ký ức của hắn sau khi bao vây tống thư hàng hắn vẫn chưa trả thù thành công cho nên hắn phải tiếp tục trả thù. Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học Giang Nam. Hôm nay bọn họ nhất định phải bao vây tên Tống thư hàng kia, kéo vào trong hẻm nhỏ đánh đập một trận nhớ đời, để cho thằng nhãi đó biết trên đời này có một số người nó không thể tùy tiện chọc vào được. Đại ca, tính thời gian chỉ mới bắt đầu vào lớp thôi, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây đợi đến khi thằng Tống thư hàng kia tan học sao? Có tiểu đệ hỏi. Chờ, phải kiên nhẫn người đàn ông ăn và cắn răng nói. Vì vậy, mấy thằng đàn ông to con chen chúc trong xe van tiếp tục lẳng lặng chờ đợi. Kiên nhẫn là con đường tắt dẫn đến thành công, nhất định phải biết kiên nhẫn. Nhân 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 Sau khi tiến vào trạng thái tiểu trong suốt lần nữa, Tống Thư Hàng lặng lẽ lẻn về phòng học của mình. Lúc này giáo viên phụ đạo đã điểm danh xong, giờ đang truyền đạt chuyện như thi lại cho các học sinh học kỳ trước vẫn có mấy cô cậu sinh viên xui xẻo bị rớt môn, hơn nữa cũng không thông qua kỳ thi lại trong học kỳ đó. Ngay khi học kỳ mới vừa bắt đầu, mấy cô cậu sinh viên xui xẻo này phải tiếp tục thi lại. Chẳng ai vui khi phải thi lại cả. Tống Thư Hàng lặng lẽ trở lại chỗ ngồi của mình. Ủa, Thư Hàng, mày trở lại khi nào thế? Nghe nói mày bị bạn học Bạch Hạc mang đi rồi mà. Cao mỗ mỗ ngồi cạnh tò mò hỏi. Ừ, mới vừa trở lại thôi. Tống Thư Hàng trả lời, sau đó hắn quay qua hỏi cô bé Thi đang ngồi bên cạnh. Thi này, sao người cũng tới Đại học Giang Nam thế? Ta sắp tấn thăng cảnh giới nhị phẩm rồi, bây giờ đang đứng ở cảnh giới dược long môn cho nên sư phụ an bài để ta nhập thế thể nghiệm một chút, nói không chừng có thể tìm được thời cơ dược long môn. Thi sắp lại gần, nói nhỏ vào tai Tống Thư Hàng. Sau đó ta suy xét một chút, trong những người ở hiện thế mà ta quen thì chỉ có Tống Sư Huynh là người ta thân nhất, cho nên ta mới được sắp xếp đến cạnh sư huynh, nhập thế thể nghiệm. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, cũng may lần này người tới là Thi, thì hiểu chuyện hơn Trúc và Tiểu Hòa Thượng nhiều, khá là dễ nuôi. Đã đến giờ tan học, hôm nay chỉ học nửa buổi, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi. Sinh viên nào trọ ở trường thì về ký túc xá, sau đó sẽ đến căn tin của trường ăn cơm trưa. Cao mỗ mỗ và thổ ba chuẩn bị đến nhà trọ của Dương Đức để nghỉ ngơi, sẵn dịp chơi ở đó nửa ngày thư hàng mày có muốn đi cùng không thổ ba hỏi đi chứ nhưng để tao lo cho cô nhóc này trước đã tụi mày đến chỗ dương đức trước đi lát tao tới sau sẵn tiện mua bữa trưa cho tụi mày luôn tống thư hàng nhẹ nhàng xoa đầu thi cười nói ok vậy bữa trưa nhờ mày nhé cao mỗ mỗ đáp vì vậy ba người cao mỗ mỗ đi đến phòng trọ của dương đức trước còn Tống Thư Hàng thì mang thi về nhà của dược sư. Tại một cổng của Đại học Giang Nam, trong xe van, đại ca, đại ca, tan học rồi, rốt cuộc cũng tan học. Đàn em của người đàn ông ăn vả vui vẻ nói, rốt cuộc tan học rồi, tụi mày mở to mắt ra nhìn cho kỹ, nếu thấy được thằng nhãi họ Tống cùng với mấy thằng bạn cùng phòng của nó thì lập tức đi ra mang tụi nó tới đây. Người đàn ông ăn vả cắn răng nói, đoàn người trợn to hai mắt, Chú ý các sinh viên đang ra khỏi cổng trường, tìm thư hàng và đám bạn cùng phòng. Khốc lão nhân cũng trợn to hai mắt, cố gắng tìm ra tung tích của Tống thư hàng trong đám người. Trừng 5 6 phút sau, ba người Dương Đức, Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ đi ra cổng trường trước. Xuất hiện rồi, ba thằng này là bạn cùng phòng của thằng họ Tống đích kia đấy. Trong xe van, đàn em của người đàn ông ăn và hô lên. Người đàn ông ăn và cười hắc hắc nói: Tao đã điều tra rồi, lát nữa tụi nó sẽ tiến vào khu phố Đại Cát, tụi nó mướn nhà ở đó. Chỗ đó có rất nhiều hẻm nhỏ, rất thích hợp cho chúng ta ra tay. Khi Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Dương Đức Tiến vào hẻm nhỏ trong khu phố Đại Cát lập tức bị người chặn lại. Người đàn ông ăn vạ và đám đàn em của hắn bao vây ba người Cao Mỗ Mỗ lại. Hắc 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 hắc. Người đàn ông ăn vạ cười dữ tợn. Cao Mỗ Mỗ khẽ nhíu mày mặc dù lúc nhỏ cậu có tập võ nhưng đó là chuyện lúc còn bé rồi, hơn nữa sau lưng hắn còn có Dương Đức và Thổ Ba. Bọn mày muốn tiền sao? Dương Đức bình tĩnh hỏi. Không, tụi tao không lấy tiền. Người đàn ông ăn vạ lạnh lùng đáp. Vậy là bọn mày muốn cướp sắc à? Thổ Ba hỏi. Người đàn ông ăn vạ. Hừ, trói ba thằng này lại mang đi, sau đó liên lạc với thằng họ tống kia, nói cho nó biết bạn của nó đang nằm trong tay chúng ta. Hồn hồn thì ngoan ngoãn tới đây để cho chúng ta đập một trận. Người đàn ông ăn vạ nghiến răng nói. Thì ra là vậy, nhắm vào tống thư hàng sao. Cao mỗ mỗ thầm nói trong lòng. Cậu đang xem xét có nên ra tay hay không, nhưng đối phương có chừng 10 người, nếu ra tay thì tỷ lệ thoát được cũng không lớn. Tao khuyên tụi mày tốt nhất đừng phản kháng, mục tiêu của tao không phải là tụi mày. Người đàn ông ăn vạ cua gậy sắt trong tay nếu tụi mày phản kháng thì đừng trách tao ra tay độc ác. Tiểu hồ, đi tới lấy điện thoại di động trên người tụi nó rồi gọi điện cho thằng Tống thư hàng cho tao. Người đàn ông ăn vạ vừa dứt lời, đột nhiên bên tai bỗng truyền đến một giọng nói rất vang. Thiện tai thiện tai, thí chủ, các người quen Tống thư hàng ư. Giọng nói này là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Ngay sau đó, có một người phương Tây khoác áo cả sa ngọc bích xuất hiện trong hẻm nhỏ. Hòa thượng Tây chắp hai tay trước ngực, Bần Tăng đang đi tìm Tống Thư Hàng, nhưng đường xá trong khu phố này phức tạp quá, Bần Tăng bị lạc đường mất. Nếu các vị biết Tống Thư Hàng ở đâu, có thể dẫn đường Bần Tăng được. Ồ, là đại sư đó sao? Cao mỗ mỗ vừa thấy hòa thượng Tây thì hai mắt sáng lên. Đại sư, là ta đây, cao mỗ mỗ đây. Lúc quay trận chiến mặt Pháp, ba người cao mỗ mỗ từng có duyên gặp hòa thượng Tây một lần. Hóa ra là cao thí chủ vậy còn các vị thí chủ đang bao vây các ngươi là muốn. À, thì ra là vậy. Thân thể cao lớn của Hòa Thượng Tây đi tới trước mặt người đàn ông ăn vạ. Sau đó Hòa Thượng Tây cười rất tươi lộ ra hàm răng trắng noán, hắn nói. Các vị thí chủ, mặc dù không biết tại sao các vị lại bao vây cao thí chủ, nhưng hôm nay hãy nể khuôn mặt thanh thản của bần tăng mà bỏ qua cho mấy người cao thí chủ có được không? Audio điện tử võ tấn bền kết tập 62